TSS channel. Chương 791: Thế giới giả lập siêu đảo. Con quái vật to lớn dưới đáy biển đến quá nhanh, sóng to gió lớn khổng lồ bị xúc tu sợ hãi đánh lên, nhất không phải là lần đầu tiên nhìn thấy biển, nhưng là lần đầu tiên cô nhìn thấy sinh vật dưới đáy biển. Chẳng trách thuyền bé không thể qua lại, trước mặt loại quái vật biển thế này, cho dù là du thuyền 100.000 tấn đều không chống cự được nhất điều khiển máy bay không người lái bay xuống dưới, dường như muốn ghi chép cẩn thận khoảnh khắc quý giá này. Camera trên tất cả máy bay không người lái đều tập trung về phía xúc tu, chụp đủ rồi mới điều khiển máy bay không người lái bay về tổ ong. Cô nghĩ trong lòng, mấy tấm ảnh này nhất định có thể tìm truyền thông bán được không ít tiền. Khủng long nhỏ lại bắt đầu tính toán đồ đầy kho báu của mình rồi, cô không hề muốn bỏ qua một chút cơ hội kiếm tiền nào. Trong pháo đài bay, Khánh Trần cũng đã hoàn thành việc thu gặt cuối cùng, hắn bình tĩnh đứng trong khoang chỉ huy, căn bản không có chút dáng vẻ mệt mỏi nào, nhất giúp hắn nắm được tiết tấu chiến đấu, mọi thứ đều vừa khớp. Khánh Trần buồn bực hỏi, Khoan đã, trong pháo đài bay này hẳn vẫn còn một cô gái da trắng, cô ta trốn đi đâu rồi? Nhất Đắc Ý nói, tôi đã giúp cậu giết chết rồi. Cho gì đây? Khánh Trần ngạc nhiên. Nhất cười nói, tôi cố ý để lại cho cô ta một con đường sống tha cô ta lên phi thuyền sau do tôi bắn rơi phi thuyền đi khánh trần tìm nikita là để giữ lại mắt cho thần đại vân la nhưng giờ hắn nghe thấy nhất nói vậy lập tức nhíu mày nhất cẩn thận dè dặt hỏi cậu đừng tức giận tôi xác định rồi trên người cô ta không có vật cấm kỵ khánh trần lắc lắc đầu tôi không phải vì cái này mà là nhất cô không thể giết người nhất im lặng vài giây hiện giờ anh tôi không có ở đây mà hơn nữa cô ta là kẻ địch của cậu con là một kẻ địch vô cùng biến thái bên trong phó đài bay còn có hình ảnh ghi lại cô ta làm người khác thành tiêu bản, chết không đáng tiếc. nhưng mà cô ta không nên do một cô bé giết. khánh trần kiên nhẫn nói, tôi không phải rất sợ anh trai cô đến gây phiền phức, vì dù sao chúng ta không nói, ông ấy cũng không biết. nhưng vấn đề là, nhất cô vẫn chỉ là một bé gái, tay không nên dính đầy máu tươi, cha mẹ cô cũng không hy vọng cô lớn lên trong loại hoàn cảnh này. Khánh Trần tiếp tục nói, tôi thật sự có thể bắt cóc cô đến bờ bên kia của vùng biển cấm kỵ đại khai sát giới, cô cũng vô cùng vô cùng lợi hại, tôi có thể ích kỷ một chút dỗ dành cô nói rằng chuyện này không sao đâu, nếu như tôi chỉ coi cô là công cụ, tôi có thể khuyên bản thân đừng lập dị như thế. Nhưng nhất, trong mắt tôi cô chính là một bé gái sống sờ sờ, hai tay không nên dính đầy máu tươi. Đối với Khánh Trần mà nói, hắn thật sự không muốn bởi vì sự ích kỷ của chính bản thân, cuối cùng lại biến nhất thành một con quái vật coi rẻ tính mệnh. Hắn vẫn là thích nhất của hiện giờ, cẩn thận dè dặt gom góp tiền tiêu vặt cho bản thân mình hơn. Nhậm tiểu túc dạy dỗ cô tốt như thế, không thể để hư hỏng trong tay mình được. Nhất lầm bẩm nói, nhưng tôi đã một ngàn tuổi rồi. Trong mắt tôi cô vẫn là một bé gái. Khánh Trần Kiên chỉ nói. Nhất đột nhiên hỏi, vậy trong mắt cậu, tôi là bé gái bao lớn? Khánh Trần suy nghĩ một lúc, kiểu 14-15 tuổi. Sao lại bé như vậy chứ, tôi cảm thấy thế nào cũng phải được 17 tuổi chứ. Nhất có chút nhụt chí, được rồi, đừng băn khoăn chuyện này nữa, mở lại thông tin, chờ đợi gia tộc Roosevelt liên lạc Khánh Trần bình tĩnh nói, xem có thể qua mặt bọn họ không. Năm phút sau, Nhất đột nhiên nói, tới rồi. Kênh thông tin mở ra, bên trong truyền tới giọng nói của một người phụ nữ, báo cáo độ cao, tốc độ, tọa độ, có gì bất thường không? Nhất mô phỏng giọng nói của Nikita trả lời, độ cao 12.000m, tốc độ 270km trên giờ, tọa độ 3741, 2119 không có bất thường người phụ nữ bình tĩnh nói ngài phong bạo bày tỏ vô cùng tức giận đối với thất bại của hành động các người ở đông đại lục hơn nữa không thể lý giải hy vọng các người đã chuẩn bị sẵn sàng đón giận lửa giận của ông ấy tôi đợi các người ở thành phong bạo đến lúc đó sẽ mở ra đường bay cho các người thông tin bị ngắt khánh trần thở phào mấy ngày tiếp theo này chuyện hắn cần làm là chờ đợi rồi tuy nhiên chính vào lúc này sau lưng hắn chuyển tới tiếng bước chân khánh trần ngạc nhiên quay đầu nhìn lại nhìn thấy một cô gái châu á đứng sau lưng thấy hắn quay người lại, cô gái xoay tại chỗ hai vòng, dùng giọng nói của nhất nói chuyện xem tôi tìm được cái gì này. Cô gái mặc chiếc áo ti sớt màu hồng và quần bò, xem ra tuổi tác cũng chừng 17-18, trên người đối phương được bọc một lớp da mô phỏng làm bằng vật liệu nano, nhìn giống như người thật. Khánh Trần ngớ ngác, hắn không bao giờ ngờ được sẽ xuất hiện khúc nhạc đệm như thế này. Cô là, tôi là Nhất Nè. Nhất vui vẻ nói, không ngờ được trong phó đài bay này, vậy mà còn có một người máy như thế, sớm đã chán ghét cơ thể của người máy giám ngục rồi, cơ thể này linh hoạt lắm, cũng rất đẹp. Cô ta là người hầu riêng của Nikita trong phó đài bay, có được trí tuệ nhân tạo tương đối lợi hại, nhưng đáng tiếc không có suy nghĩ riêng. Lúc này Khánh Trần ý thức được, trên phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật của bờ bên kia vùng biển cấm kỵ, thực ra có sự khác nhau rất lớn với liên bang, bởi vì liên quan đến việc lịch sử còn sót lại, tất cả người máy của Liên bang đều không cho phép tồn tại ra mô phỏng, cũng không cho phép tất cả mọi người khai thác phát triển kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Nhưng bờ bên kia vùng biển cấm kỵ không tồn tại vấn đề lịch sử sót lại này. Đầu tiên trong nền văn minh đất chết trước kia, toàn cầu đã gánh chịu mùa đông hạt nhân hơn 200 năm, văn minh gần như đứt đoạn, mọi người đều suýt chút nữa trở về thời đại nguyên thủy. Nhưng mà, Đông Đại lục gánh chịu khủng hoảng trí tuệ nhân tạo Tây Đại Lục lại không có, chỉ nói riêng ở điểm này thôi, trình độ khoa học kỹ thuật của Tây Đại Lục nhất định sẽ dẫn trước một chút so với Đông Đại Lục rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân kỹ thuật pháo đài bay của đối phương càng thành thục hơn so với liên bang. Tiếp đó, trên phương diện người mô phỏng sinh học, bởi vì công ty hỏa trùng lạm dụng kỹ thuật kỹ thuật mô phỏng sinh học, bởi vì văn minh Đông Đại Lục càng quan tâm đến luân lý khoa học hơn, cho nên kỹ thuật người mô phỏng sinh học vẫn luôn bị ngăn chặn nhưng Tây Đại Lục không như vậy, người bên đó không hề có ràng buộc này, cái gì có ích với bản thân thì chế tạo cái đó, cho dù khắp Tây Đại Lục đều là người nhân bản, Khánh Trần cũng sẽ không bất ngờ lắm. Tiếp nữa, trên phương diện nghiên cứu phát triển người máy, Tây Đại Lục đã bắt đầu chế tạo người máy có độ mô phỏng sinh học cao như vậy rồi, hơn nữa bọn họ còn ứng dụng người máy vào lĩnh vực cuộc sống, chứ không giống như liên bang chỉ dùng để chiến đấu. Tiếp tiếp nữa, Tây Đại Lục không có người săn giết trên mạng như Lý Thần Đàn, phải chăng đã có rất nhiều người tài ý thức của mình lên mạng rồi, khẳng định có bên phía liên bang vì để nâng cao sức sản xuất đang toàn lực né tránh việc dân chúng chìm đắm vào mạng internet nhưng tây đại lục bên kia thì sao phải chăng đã có kỹ thuật mạng internet giả lập cực kỳ cực kỳ phát triển rồi cuối cùng tây đại lục có khi nào cũng có trí tuệ nhân tạo siêu cấp giống như nhất vậy không khánh trần không thể xác định sự ra đời của số không là một sự ngẫu nhiên sự ra đời của nhất lại là kiệt tác của số không trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đột phá từ không đến một có thể là mấy chục năm cũng có thể là trên ngàn năm giống như loài người sau mấy chục ngàn năm sinh sôi mới đột nhiên học được cách dùng lửa nghĩ tới đây khánh trần ngược lại bắt đầu thấy tò mò về thế giới của tây đại lục đó có khi nào là một loại thế giới cyberpunk khác không chính vào lúc khánh trần đang suy nghĩ nhất lại thay một bộ quần áo khác bộ này với bộ vừa nãy cái nào đẹp hơn khánh trần nghiêm túc trả lời đều đẹp được rồi Nhất nói, tôi đi xem thử tiếp, vẫn còn rất nhiều loại quần áo cơ. Khánh Trần hỏi, người máy này là cấp bậc gì? Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, tuy rằng nó đủ linh hoạt, nhưng cũng không có sức mạnh cường đại và động cơ hạt nhân, cho nên chính là một người máy gia dụng bình thường, không thể dùng để chiến đấu. Có điều tôi tra xem thử nội dung nói chuyện của thành viên Vương quốc một chút, phát hiện người máy đều có thể tự DIY, công ty người máy Roosevelt cung cấp các loại lựa chọn phân phối, có thể chọn ra nano lợi hại hơn, lựa chọn thành phần vệ sĩ thành phần vệ sĩ khánh trần nghi ngờ nhất gật đầu nói đúng đây là một bộ bên trong có cánh tay cơ giới cài đặt súng ống bên trong còn có động cơ hạt nhân tốt hơn một chút còn có thể lựa chọn phân phối cao hơn không khánh trần hỏi đương nhiên có thể tôi nghe bọn họ nói còn có thể lựa chọn trái tim cơ giới năng lượng hạt nhân phân phối vũ khí mạch sung mạnh mẽ bộ phi hành mạch sung khánh trần ngạc nhiên con mẹ nói đây không phải là cấu hình của iron man sao bên phía tây đại lục vậy mà đều có thể phân phối lựa chọn dân dụng thứ này à nếu như phải đánh trận về phương diện năng lực hiệp đồng tác chiến động đại lục sẽ phải nằm bẹp dí rồi có điều nhất có chút chán trường nhưng hình như tôi không lựa chọn phân phối nổi tại sao khánh trần tò mò hỏi giai tầng xã hội của bọn họ chia thành quý tộc công dân dân tự do nô lệ nhất nói chỉ có quý tộc mới có thể lựa chọn phân phối những tổ hợp tốt nhất Ngoài ra, những thứ đó cực kỳ đắt đỏ, tôi cũng không có tiền tệ của bọn họ mà. Khánh Trần nhìn ra được rồi, nhất vừa có được cơ thể mới, đồng thời vô cùng thích, cũng cực kỳ hứng thú với mấy linh kiện có thể thay đổi về ngoài đó. Giống như một bạn nhỏ chơi trò chơi mô phòng đào tạo, luôn muốn nhân vật của mình càng mạnh hơn một chút. Đừng nói là nhất, bọn người Khánh Trần không phải cũng đang cố gắng tu hành để bản thân trở nên mạnh hơn đó sao? Khánh Trần đột nhiên nói, người khác có, tôi cũng sẽ giúp cô có được, hai mắt nhất sáng rực. Thật sao? cô giơ ngón tay nhỏ xíu ra móc ngoéo không được nốt lời khánh trần giơ ngón tay nhỏ ra móc ngoéo nhưng luôn cảm thấy có chút cổ quái hắn căn dặn nếu như gặp được hòn đảo nào thích hợp cho con người sinh sống thì dừng lại một chút thả hết người châu á người da đen trên pháo đài bay xuống cung cấp đủ tài nguyên và công cụ để bọn họ tự sinh tự diệt đi chưa biết chừng còn có thể xây dựng nên một vương quốc nhỏ không dẫn bọn họ cùng đến tây đại lục sao nhất tò mò hỏi Ừ, sau khi quân lâm hào đáp xuống bên đó bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm rơi hủy không cần thiết phải kéo bọn họ cùng chết chung khánh trần nói tuy rằng thả lên hoang đảo rất khổ nhưng đây đã là chuyện duy nhất khánh trần có thể làm rồi được dựa theo bản đồ dẫn đường của bọn họ còn thời gian hai ngày nữa thì có thể có một hòn đảo chỗ đó vốn dĩ là một trong những căn cứ tân tiến mà tổ chức vương quốc đã chọn sẵn nhưng sau này vì cách lộ trình quá xa cho nên không chọn nơi đó Nhất nói, đúng rồi, trên pháo đài bay còn có thứ cực kỳ hay ho. Nói rồi, Nhất vậy mà không hề cố kỵ gì kéo cổ tay Khánh Trần, quay người chạy về khu vực hoạt động của người da trắng trên tầng 3. Lúc này, những người da đen kia vẫn đang tụ tập trong này, không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhìn thấy Khánh Trần vậy mà vẫn sống sót quay lại, nhất thời có chút hoang mang không biết phải làm sao. Trong tưởng tượng của bọn họ, trên pháo đài bay có hơn một ngàn thành viên chiến sĩ người da trắng, còn có Nikita hùng mạnh, nhóm chiến đấu khổng lồ thế này muốn giết một người chắc là rất đơn giản thôi cho nên các anh em da đen cứ ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây đợi nikita dẫn người tới đuổi họ về tầng bốn lần nữa kết quả mọi người còn chưa đợi được nikita ngược lại đợi được khánh trần tới cái quỷ gì đây chẳng lẽ nói lối đi giữa tầng ba và tầng bốn đã bị bịt kín cho nên thằng nhóc này mới sống sót nhưng vừa nãy mọi người rõ ràng đã nghe thấy tiếng súng khánh trần nhìn bọn họ một cái rồi nói đừng ngơ ngác nữa tự mình đi tìm công cụ tiện tay hai ngày sau sẽ thả hết các người lên hoang đảo đến lúc đó ngoại trừ thức ăn mỗi người đều có thể mang theo hai thứ trên pháo đài bay còn về có thể sống sót được không có thể sống như thế nào đều dựa hết vào bản thân các người đi chơi đi sau khi bàn giao tất cả nhất kéo khánh trần đến một cửa một căn phòng độc lập hắn nhìn lên biển tên trên cánh cửa khoang thực tế ảo đợi đã đây là chỗ nào khánh trần ngơ ngác hỏi từ trong miệng của thành viên vương quốc được biết lúc bọn họ thay phiên nghỉ ngơi có thể thông qua khoang thực tế ảo ở chỗ này dùng kỹ thuật kết nối tế bào thần kinh, tiến vào một mạng Internet giả lập tên là siêu đảo, chỗ đó giống hệt thành phố cái gì cũng có, giống như dùng máy tính, điện thoại lên mạng ở liên bang vậy. Lúc các binh sĩ nghỉ ngơi luân phiên trên pháo đài, đều có thể đoàn tụ với người nhà, bạn gái, vợ trong siêu đảo Khánh Trần ngơ ngác, liên bang dùng kỹ thuật kết nối tế bào thần kinh vào việc điều khiển máy bay không người lái, người máy chiến đấu, robot chó săn, đoạt xá. Mà Tây Đại Lục lại dùng kỹ thuật này phổ cập dân dụng toàn diện, mở ra một thế giới giả lập hoàn chỉnh. Không đúng, Khánh Trần đột nhiên ý thức được, đây cũng là sự khác nhau giữa môi trường của Đông Tây đại lục. Bên phía Liên bang, phát triển lạc hậu 200 năm, ngũ đại tập đoàn làm theo ý mình, thành phố xây nên thành trì, ra vào cần giấy tờ thị thực, mạng internet cũng bị ngăn cách, cho nên phương hướng trọng tâm nghiên cứu phát triển của mọi người thiên nặng về quân sự. Mà Tây đại lục bên này đã thống nhất rất nhiều năm, cơ sở cuộc sống được nâng cao, tự nhiên phải phát triển chi nhánh giải trí. Từ một góc độ nào đó mà nói Tây đại lục mới giống với Cyberpunk theo ý nghĩa truyền thống hơn một chút cửa lớn khoang thực tế ảo được mở ra, bên trong là từng hàng kho ngủ đông được sắp xếp chỉnh tề. Khánh Trần hỏi, muốn tiến vào siêu đảo, cần phải xác nhận tư cách gì? ID thân phận, DNA, hay là võng mạc? Sóng não nhất giải thích, sóng não mỗi người cũng giống như DNA vậy, độc nhất vô nhị, nhưng mà tôi không có não, cho nên không có sóng não. Sau khi cậu vào đó chơi rồi, nói cho tôi biết bên trong là như thế nào. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, không được phép nói mình không có não ò, à khánh trần chậm rãi nằm vào trong cùng với một vòng ánh sáng xanh lá bên trong khoang thực tế ảo quét qua hắn đột nhiên cảm thấy ý thức bản thân dường như đang liên kết với một thế giới thần bí nào đó hắn từ từ buông bỏ cảnh giác chìm vào bóng tối một giây sau hắn đang ở trong một căn phòng trắng tinh xung quanh không có tường chỉ có ánh sáng dịu màu trắng đối diện hắn có một tấm gương bên trong lại không một bóng người một giọng nói dịu dàng cất lên Thế giới giả lập phi tập trung hóa siêu đảo hoan nghênh sự gia nhập của bạn, kiểm tra được sóng não mới, xác định là người chơi mới, mời bạn bắt đầu chọn lựa hình tượng của mình. Chọn lựa hình tượng của mình. Khánh Trần đứng trong ánh sáng dịu nhẹ màu trắng, nhìn vào tấm gương không một bóng người, thầm nói đây không phải là lưu trình trong trò chơi trên mạng sao, mọi chuyện phải nặn mặt trước. Vậy bản thân nên chọn lựa một hình tượng như thế nào đây, người da trắng, da đen, hay là người châu Á? Đầu tiên loại trừ người da đen, không vì cái gì khác, Khánh Trần chịu không nổi, tiếp đó loại trừ người châu á địa vị của người châu á tương đối thấp hơn nữa hắn là một người mới như vậy nếu như bên trong có làm ra chuyện gì quá tay sợ là rất nhanh sẽ bị liên tưởng đến dâu cơ cho nên lựa chọn tốt nhất chính là người da trắng trên địa bàn của đối phương cũng không khiến người khác chú ý lúc này trong căn phòng màu trắng giọng nữ đó lại thân thiết nói nếu như ngài không thể quyết định xét thấy tỷ lệ ngũ quan của ngài khá tốt tôi có thể cung cấp hình tượng của ngài làm cơ sở sau đó ngài tự mình thay đổi khánh trần ngạc nhiên ai chỉ dẫn người mới trong thế giới siêu đảo này vậy mà còn biết nhận định tướng mạo người chơi một cách chủ quan hắn thăm dò hỏi cô có trí tuệ của bản thân không lúc này ai vẫn cười thân thiết trả lời điều này phụ thuộc vào định nghĩa của ngài đối với trí tuệ nếu như là chế độ tư duy nhìn nhận xử lý vấn đề chính là trí tuệ vậy thì tôi có khánh trần cảm thấy có chút không đúng rồi trong lời nói của trí tuệ nhân tạo này đầy sự biện chứng hơn nữa đối phương vậy mà có thể trả lời những vấn đề ngoài chỉ dẫn của người chơi mới hắn tiếp tục hỏi cô có sinh mệnh không ai cười trả lời điều này phụ thuộc vào định nghĩa của ngài đối với sinh mạng là hệ thống vật chất bản mở tiến hóa duy trì sự cân bằng trong cơ thể có chu kỳ sinh mệnh và hiện tượng thay thế năng lương có thể đưa ra phản ứng đối với sự kích thích có thể tiến hành tự phục chế hoặc sinh sôi vậy tôi không có sinh mệnh không biết tại sao khánh trần đột nhiên cảm thấy nói chuyện với một ai thế này rất thú vị đầu tiên cuộc trò chuyện thế này vẫn không thể xác định đối phương có sinh mệnh hay không bởi vì hàm nghĩa của sinh mệnh càng phức tạp hơn biết trả lời câu hỏi không đại diện cho cái gì cả nhưng đối phương thực ra đến cuối cùng giống như không thừa nhận cũng không phủ nhận bởi vì định nghĩa của học thuật chính thống đối với sinh mệnh vẫn mơ hồ mà định nghĩa về sinh mệnh sinh học của mọi người rất rõ ràng không thích hợp với nhất nếu đã không thích hợp với nhất vậy cũng không thích hợp với sinh mệnh của tất cả trí tuệ nhân tạo bởi vì bọn chúng đều không có thay cũ đổi mới tuy nhiên ngay lúc này khánh trần đột nhiên hỏi cô có cô độc không lần này ánh sáng dịu màu trắng không lập tức trả lời nữa nó yên tĩnh rất lâu sau đó mới đột nhiên nói có lẽ cậu là nhân loại đầu tiên hỏi tôi có cô độc không nói đến đây đối phương vậy mà không băn khoăn thêm về vấn đề này nữa chỉ lên tiếng thúc giục nói mời người chơi nhanh chóng chọn lựa hình tượng của mình trong tấm gương không có thứ gì đó đã xuất hiện tướng mạo của bản thân khánh trần hắn cũng không nói thêm gì nữa bởi vì trong lòng hắn đã có đáp án Khánh Trần dựa vào kinh nghiệm hội họa của mình, nhanh chóng điều chỉnh trên gương mặt vòm chân mày cao lên một chút, hốc mắt sâu một chút, sóng mũi cao một chút, đồng từ đổi thành màu vàng, mái tóc toàn bộ sửa thành màu trắng. Chỉ sửa vài nét, mà hình dáng Khánh Trần trong gương đã hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên giống một người da trắng từ trong phim ảnh bước ra. Đây chính là hiệu quả mà Khánh Trần muốn. Khánh Trần xác nhận vài lần nữa, được rồi. Xác nhận hình tượng này không? Ai hỏi, một khi xác định sẽ không thể thay đổi. Xác nhận. Khánh Trần nói, Xin hỏi ngài có phải muốn tiến vào thế giới siêu đảo bây giờ không?" Ai hỏi? Nhưng mà, khiến nó có chút bất ngờ chính là, Khánh Trần vậy mà ngồi xuống xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu một vòng câu hỏi mới. Khánh Trần hỏi, "Xác định thế giới siêu đảo là phi tập trung hóa sao?" Cái gọi là phi tập trung hóa, chính là không có người quản lý, không có bất cứ bên quản lý nào, tất cả sự sinh trưởng và phát triển của thế giới đều do người chơi quyết định. Ai không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khánh Trần, mà phát một hình ảnh 3D trước mặt hắn chân thực như đích thân mình ở trong cảnh tượng đó. Trong hình ảnh, một người chơi sau khi lấy được vật phẩm dùng một lần cấp ép hỏa phượng hoàng trong thế giới siêu đảo, vậy mà đi đến thượng du dòng sông thành phố, phá hủy đập nước ở thượng du, dìm chết tất cả mọi người trong thành phố. Lúc này AI mới chậm rãi nói, đây là kỷ nguyên thứ nhất của thế giới siêu đảo, thế giới lúc đó vẫn rất yếu ớt, chỉ có một thành phố nho nhỏ, cho nên, vậy mà vì một người sở hữu sức mạnh cường đại mà bị hủy diệt, không có ai có thể giải cứu thế giới ngoại trừ bản thân người chơi sau đó thì sao khánh trần hỏi sau đó mở ra kỷ nguyên thứ hai ai trả lời tiếp theo đó trong hình ảnh sau những người chơi trùng sinh ở điểm sống lại bắt đầu khổ cực đối diện phế tích xây dựng lại quê hương đương nhiên việc xây dựng lại ở thế giới siêu đảo sẽ nhanh hơn một chút có thể trực tiếp tiến vào phó bàn của trò chơi để nhận vật liệu xây dựng nhưng loại chuyện bị một người hủy diệt cả thế giới này dường như cũng đích thực chứng minh cơ chế vận hành của thế giới siêu đảo có chút buông thả Lúc này, Khánh Trần nói, đợi một chút, có thể kéo gần khung cảnh thứ nhất một chút không, tôi muốn xem thử cái người đó là ai. Khung cảnh kéo gần, một giây sau Khánh Trần trong lòng vui vẻ. Con mẹ nói cái người đó không phải là thân linh nhậm tiểu túc của Đông Đại Lục sao? Đến mặt mũi con trả thèm đổi nữa. Có điều suy nghĩ chút cũng hợp lý, chuyện độc địa thế này, không phải chỉ có thành viên kỵ sĩ mới làm ra được sao? Khánh Trần hỏi, đúng rồi, cô đã tồn tại bao nhiêu năm ở thế giới siêu đảo rồi? Ai trả lời, 863 năm. Khánh Trần hít một hơi thật sâu, một thế giới trò chơi, vậy mà đã tồn tại 863 năm rồi. Vậy cũng có nghĩa, sau khi nhậm tiểu túc đặt xong quy tắc cho vùng đất cấm kỵ số 001, không hề lập tức đi đến thế giới khác chơi, mà đầu tiên vào 863 năm trước, đã chạy tới Tây Đại Lục chơi một chuyến mới đi. Hơn nữa, vừa ra tay đã khiến thế giới siêu đảo tiến vào kỷ nguyên thứ hai rồi. Đây là chuyện mà con người làm sao? Không, đây là chuyện mà thần làm, Khánh Trần thăm dò, người này là ai vậy? Ai trả lời, một nhân vật thần bí, ông ta tuyên bố mình đã để lại con đường thành thần trong một góc nào đó của 365 thế giới phó bản, sau đó biến mất Khánh Trần ngơ ngác, con đường thành thần. Vậy mà lại là con đường thành thần. Khánh Trần hỏi, cái gọi là con đường thành thần này, là gì vậy? Không thể trả lời ai đáp. Có người tìm được con đường thành thần chưa? Không có. Từ lúc bắt đầu có rất nhiều người từng tìm kiếm, nhưng đều không tìm được, Hiện giờ, Khánh Trần cũng không xác định cho lắm ai này rốt cuộc có biết thân phận thật sự của Nhậm Tiểu Túc không, hắn không không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng hắn rất rõ, có thể khiến Nhậm Tiểu Túc tỉ mỉ để lại thông điệp bí ẩn này, tuyệt đối không phải là biện pháp và cách thức trở thành thần trong thế giới trò chơi, mà là trở thành thần linh thực sự. Căn cứ vào hiểu biết của Khánh Trần, Nhậm Tiểu Túc trong lịch sử không phải là một người rất bác ái, đối phương sẽ rảnh rỗi không có gì làm mà để lại bí mật cho dị tộc Tây Đại Lục sao? Không đâu cho nên tây đại lục nhiều người như vậy không tìm được tất nhiên là một điều kiện quan trọng nhất nào đó không phù hợp với sàng lọc của nhậm tiểu túc đây sợ là phải thông điệp bí ẩn để lại cho kỵ sĩ đến sau nhỉ cái gọi là thông điệp bí ẩn chính là sự ngạc nhiên mà kẻ mạnh không có việc gì làm để lại vốn dĩ khánh trần chỉ định đến bên trong thế giới siêu đảo tùy tiện dạo chơi một chút nhưng giờ thì khác rồi hơn nữa quan trọng nhất là nếu như thông điệp bí ẩn đó nhắc đến nhất hoặc có thể khiến nhất nhìn thấy thông điệp mà cha để lại cho mình đối phương liệu có vui không nhỉ khẳng định là có rồi. Khánh Trần cất tiếng nói, tôi vẫn còn một câu hỏi, tuy nhiên còn chưa đợi hắn nói xong, ánh sáng nhẹ màu trắng dần dần tiêu tán, tiếp theo đó hắn bèn xuất hiện trong một thành phố khoa học kỹ thuật rộng rãi, chỉ thấy cả thành phố này như được đúc bằng sắt đen, đường xá ra nhau phức tạp, trên bầu trời còn có đủ loại vật thể bay không biết tên qua lại, cực kỳ náo nhiệt. Lúc này là dạng sáng 4 giờ ở Đông Đại Lục, nhưng là ban ngày của Tây Đại Lục. Khánh Trần có chút cạn lời, sự kiên nhẫn của ai này không tốt lắm, mình mới hỏi có mấy câu, đối phương đã đột nhiên đưa mình tới đây rồi, thực ra Khánh Trần đã xác định ai đó tuyệt đối đã hình thành tư duy độc lập. Hắn cẩn thận đánh giá trên người, ngoại trừ bộ quần áo vài thô màu trắng trên người thì chẳng còn gì khác, không đúng, trong túi vẫn còn một chiếc chìa khóa, cũng không biết là dùng để làm gì. Không đợi Khánh Trần nghĩ nhiều, hắn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có người dùng ánh mắt khóa chặt hắn. Lại thấy một người chơi thân người đầu cá sấu đang nhìn chằm chằm hắn, còn có một người chơi mặt xanh lam mặt bị vặn vẹo hết cũng nhìn chằm chằm hắn, kỹ thuật nặn mặt đó của đối phương, giống như bị bản thần cho một quyền lên mặt vậy, lún xuống vặn vẹo. Con cá sâu đó cất tiếng nói, người chơi này vậy mà là người da trắng, cướp hắn. Lập tức, Khánh Trần chỉ cảm thấy bản thân có chút qua loa rồi. Thì ra người da trắng không được chào đón ở thế giới siêu đảo cho lắm. Bản thân không phải tự nhiên tăng độ khó cho mình sao, trải nghiệm trò chơi cực kém. Khánh Trần quay người liền chạy, vừa chạy vừa quen thuộc sức mạnh của bản thân, không hề nghi ngờ gì thực lực cấp a không hề được đưa vào thế giới siêu đảo vật cấm kỵ cũng không cầm vào được cái nào hắn hiện giờ chẳng qua đỡ hơn người bình thường một chút xíu có điều thực lực đã mất nhưng kỹ thuật vẫn còn bàn về giết người và giết ngược lại hắn có nhiều kinh nghiệm lắm trong tích tắc cơ thể đang bỏ chạy của khánh trần đột nhiên dừng lại sự chuyển đổi một động một tính này cực kỳ nhanh vậy mà có một loại mỹ cảm khiến người ta xem thế là đủ khánh trần quay người ra quyền đánh thẳng vào lá lách chỗ hiểm của đối phương cho dù là người bình thường ra quyền đánh vào lá lách cũng đều sẽ vỡ tan tuy nhiên hắn vừa mới quay người thế giới đột nhiên rơi vào bóng tối mẹ kiếp chết rồi trong hệ thống truyền tới một giọng nói người chơi đã chết bị cưỡng ép ao trong một tiếng khánh trần ngồi dậy trong khoang thực tế ảo chủ của ban ngày chơi trò chơi thế giới giả lập ở tây đại lục vậy mà ra trận không thuận lợi bị người ta hoàn toàn áp đảo tại chỗ chuyện này không liên quan gì đến việc có thực lực và kỹ xào hay không ngay cả đối phương làm sao giết chết mình hắn đều không biết nhất ngồi bên cạnh khoang thực tế ảo chống cằm, sao nhanh vậy đã ra rồi, mới có hơn một tiếng khụ khụ. Khánh Trần nói, bước đầu tiên của tôi chính là tìm hiểu đại khái thế giới siêu đảo là như thế nào, sau đó trở về chia sẻ với cô một chút. Không phải cô rất tò mò bên trong như thế nào sao, tôi phải nói với cô chứ. Khánh Trần đã nói dối, nhưng nếu không hắn biết nói thế nào đây? Nói rằng trong thời gian hơn một tiếng đó, thực ra phần lớn thời gian mình đều đặt câu hỏi cho ai, sau đó tiến vào trò chơi được 10 giây đã chết rồi, vậy cũng quá mất mặt rồi đi nhất trở nên vui vẻ khánh trần cậu thật là tốt em nhất ngồi một bên trống cầm hỏi vậy trong thế giới siêu đảo đó rốt cuộc trông như thế nào khánh trần ngơ ngác tại chỗ đúng đó thế giới siêu đảo là trông như thế nào nhỉ hắn vẫn chưa được nhìn thấy mà khánh trần lục lọi tất cả những gì mình nhìn thấy trong ký ức chỗ đó là một thành phố tương lai khổng lồ bởi vì hoàn toàn là do con người tự mình xây dựng cho nên kết cấu kiến trúc vẫn chưa thể vượt khỏi sự tưởng tượng của con người trên trời có 9 hòn đảo màu đen được lắp ghép từ sắt thép, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội lên đó, không biết bên trên có gì. Kiến trúc san sát dưới mặt đất thành phố cũng là màu đen, giống như một cái mũ phù thủy gắn trên mặt đất, chính giữa thành phố là một tòa tháp cao màu đen. Mặt đứng bên ngoài tháp đen là kim loại đen giao nhau như mạng nhện, bên dưới cấu trúc đan sen bên ngoài giống như trung tâm thể thao dưới nước, thỉnh thoảng lóe lên hào quang mạch sung màu xanh lam, dường như ẩn chứa năng lượng cực lớn trên đường phố rất náo nhiệt, tạo hình của tất cả mọi người bên trong đó đều chỗ quái lạ, cho dù cô có tưởng tượng cỡ nào cũng không thể đoán ra được, những người này có thể nặn gương mặt của mình thành ra cái dạng gì. Nhất tràn đầy hứng khởi lắng nghe, nhưng nghe mãi nghe mãi lại phát hiện không có khúc sau, sau đó thì sao? Sau đó, chính là không có sau đó nữa. Không phải Khánh Trần không muốn kể cho Nhất nghe, đây chẳng phải hắn vừa nhìn được 10 giây, đã bị người ta tiêu diệt đó sao? Nếu không phải trí nhớ của hắn tốt, thì ngay cả phong cách kiến trúc thế nào đều không thể nói được hắn tìm lý do để che giấu sự thực bản thân mình bị giết chấp nhoáng, nhưng vấn đề là hắn không chú ý đến việc mình không có gì để kể. Đây đại khái là một trong những thời khắc khó xử nhất của Khánh Trần rồi, nói thực lòng, nếu những người chơi đó biết bản thân mình hạ gục nhanh chóng dâu cơ của Đông Đại Lục, sợ là sẽ coi chuyện này như đỉnh cao đời người mất Khánh Trần chuyển chủ đề. Nhất à, tôi nghi ngờ trong thế giới siêu đảo đó, có một thể sinh mệnh trí tuệ nhân tạo giống như cô vậy, tôi vẫn chưa biết tên của nó, nhưng lúc tôi hỏi nó có cô độc hay không, nó im lặng thật lâu, nhất cực kỳ ngạc nhiên giống như con người vậy, dường như máy tính lượng tử trong phó đài bay này đều không thể giúp cô xử lý được thông tin này. cậu nói vẫn còn một trí tuệ nhân tạo giống tôi sao? nhất không thể tin được. khánh trần nói, dựa theo tiến trình khoa học kỹ thuật, đông đại lục có thể sinh ra trí tuệ nhân tạo, tây đại lục tự nhiên cũng có thể, chẳng qua là thứ tự trước sau mà thôi. trước đó, hắn đã nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc nên định nghĩ sinh mệnh thế nào? là có thể thay cũ đổi mới sao? không phải, là có thể sinh sôi hoặc từ phục chế sao? Không phải, bởi vì mệnh đề này từ khi bắt đầu đã sai rồi, Khánh Trần muốn hỏi thật ra là cô là sinh mệnh trí tuệ sao? Mà làm thế nào để định nghĩa sinh mệnh trí tuệ đây? Hắn suy nghĩ rất lâu, hỏi ra câu hỏi đó. Theo Khánh Trần, chỉ có cảm nhận được cô độc hay không mới là tiêu chuẩn định nghĩa sinh mệnh trí tuệ. Đời người như quán trọ, sinh mệnh thoát ly khỏi nhu cầu vật chất mới đi tìm kiếm chỗ gửi gắm tinh thần. Có lúc anh ở trong bữa tiệc, nhìn người đến người đi lại cảm thấy không có gì thuộc về mình có lúc anh quay đầu nhìn lại đã không có ai đồng hành với mình đây là sự cô độc cô độc đại khái là anh phóng tầm mắt nhìn ra trong đám người rộn rộn ràng, ràng ràng lại không có ai cùng tiếng nói với mình con người có lẽ có thể chịu đựng các loại đau khổ như đói khát hoặc áp bức nhưng rất khó chịu đựng được một loại đau khổ nhất trong các loại đau khổ đó chính là hoàn toàn cô độc đó là cảm nhận mà chỉ sinh mệnh trí tuệ mới có mà vị ai kia rất rõ ràng có thể cảm nhận được cô độc đây mới là căn cứ để khánh trần phán đoán khánh trần xoa xoa đầu nhất rồi nói tuy rằng tôi coi cô như một cô gái thực sự nhưng tôi biết cô vẫn luôn mong chờ đồng loại của mình đây là sự chênh lệch giống loài mà tôi không thể nào lấp đầy được cho nên hôm nay tôi rất vui có lẽ sau này cô có thể có bạn mới rồi tôi sẽ nghĩ cách giúp cô tiến vào thế giới siêu đảo hiện giờ có một vấn đề khánh trần có thể mô phỏng sóng não nhưng vấn đề là hắn mô phỏng thì có ích gì sóng não này cũng không thể liên kết với hệ thống của nhất muốn để nhất tiến vào thế giới siêu đảo, vậy thì phải trực tiếp xâm nhập vào đầu cuối của trung tâm trò chơi thực tế ảo. Gỡ một cái khoang thực tế ảo ra, có lẽ sẽ có cách, tuy nhiên nhất lo lắng hỏi, nhưng người đó liệu có thân thiện không, giống như số không vậy. Cha tôi nói, người có người tốt người xấu, trí tuệ nhân tạo đương nhiên cũng có cái tốt cái xấu. Sắp đến lúc này, nhất ngược lại có chút trùng bước, cô đã quen khoác lớp áo ngụy trang sống chung với con người, lúc này bảo cô dùng thân phận trí tuệ nhân tạo tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo, ngược lại có chút khó xử, loại tình cảm này giống như học sinh chuyển trường vừa đến một ngôi trường mới trừ khi bạn cùng bàn là người có khả năng giao tiếp mạnh nếu không lúc bạn học mới và bạn học cũ tiếp xúc khẳng định sẽ có ngăn cách và sợ sệt khánh trần ngẫm nghĩ rồi nói không sao đâu giờ cô lo lắng cũng là đúng tôi không xác định đối phương có thiện ý không như vậy đi tôi tìm hiểu ai này nhiều thêm một chút rồi hãng tính ừm cậu vẫn là kể cho tôi nghe bên trong thế giới siêu đảo có gì trước đã nhất nói khánh trần không hàm hồ cho qua được rồi khánh trần kiên nhẫn nói nhất cô đợi một chút trước đã tôi có chút chuyện muốn hỏi những người da đen và người châu á kia đúng rồi bọn họ có hành động gì bất thường không không có tôi điều hết máy bay không người lái bên ngoài vào đây rồi bọn họ không dám làm gì cả khánh trần bước ra khỏi phòng giả lập đột nhiên nhìn thấy mấy trăm chiếc máy bay không người lái đang tuần tra căn bản không cho người da đen và người châu á có cơ hội tạo phản khánh trần gọi một người da đen nhỏ đến tôi hỏi cậu vấn đề nếu như trả lời tốt lúc xuống đảo có thể để cậu cầm thêm một món đồ người da đen nhỏ vội vàng gật đầu các người đã từng vào thế giới siêu đảo chưa khánh trần hỏi người da đen nói đã vào rồi thường xuyên vào ờ tại sao các người có thể vào được khoang thực tế ảo khánh trần nghi ngờ hỏi không phải các người là tầng lớp thấp nhất của xã hội sao có tiền mua khoang thực tế ảo à người da đen nhỏ nói chúng tôi là nô lệ sau khi tổ tiên phạm tội con cháu đời sau đều là nô lệ Tổ chức Vương quốc mua chúng tôi từ chỗ chủ nô, làm khổ sai trên pháo đài bay. Trước khi đến nơi này, chủ nô lệ của tôi rất thích thế giới siêu đảo, ông ấy sẽ để 12 nô lệ chúng ta tiến vào khoang thực tế ảo, giúp ông ấy lấy một số vật liệu hoặc tiến vào phó bàn trò chơi giúp ông ấy cùng lập kỷ lục nhanh chóng vượt ải. Thứ này là có xếp hạng, xếp hạng top 100 có thể nhận được tiền vàng. Khánh Trần thầm nghĩ, đây không phải là cày game thuê và cày nhóm vàng giá rẻ sao? Chỉ cần cho bữa cơm là được người da đen tiếp tục nói chúng tôi đi thu hoạch vật liệu nếu như thất bại hoặc lấy ít thì sẽ bị đánh nói rồi cậu ta cởi áo ra khánh trần nhìn thấy trước ngực và sau lưng cậu ta đều có vết roi nhất không nỡ hỏi không ai quản sao người da đen nói nô lệ là tài sản sở hữu riêng của chủ nô lệ giết chết đều được khánh trần hỏi tiền vàng trong thế giới siêu đảo có tác dụng gì người da đen sững sờ một chút đó là tiền số sớm đã móc nối với tiền tệ của vương quốc roosevelt thế giới siêu đảo có dự trữ ngoại hối của riêng mình có thể dựa vào sự không ổn định của tỷ suất để kết toán tiền mặt mà anh rút ra từ thế giới siêu đảo cho nên rất nhiều người đều dựa vào thế giới siêu đảo để kiếm tiền đó thế giới siêu đảo thuộc về ai thuộc về công ty siêu đảo giới trướng gia tộc roosevelt nói một cách nghiêm khắc tất cả thuộc về quốc vương người da đen nói khánh trần lắc lắc đầu chìm vào suy tư một công ty thuộc quyền sở hữu thì không thể nào phi tập trung hoàn toàn được cũng sẽ không có bất cứ chính quyền nào cho phép sự tồn tại của thế giới phi tập trung hóa hoàn toàn bởi vì đây là đất nước trong đất nước vũ trụ ảo thực ra vẫn luôn là một mệnh đề giả chỉ cần có người có thể nhúng tay quản lý nó đều không thể gọi là vũ trụ ảo thật sự hơn nữa khánh trần luôn cảm thấy một sinh mệnh trí tuệ nhân tạo đã thức tỉnh căn bản không thể nào hoàn toàn bị quản chế bởi người khác Khánh Trần hỏi, khoan nói những chuyện này đã, tôi hỏi cậu một chuyện, người da trắng có địa vị gì trong thế giới siêu đảo? Sao tôi cảm thấy mọi người giống như đều có thù với người da trắng vậy? Người da đen nhỏ ngược lại thấy vui rồi. Ngài không phải người của Tây Đại Lục nên không biết địa vị của người da trắng ở Tây Đại Lục rất cao. Theo như người da đen nói, phân chia cấp bậc ở Tây Đại Lục là quốc vương, quý tộc, công dân, dân tự do, nô lệ. Quốc vương ấy mà, chính là truyền thừa gia chủ Roosevelt, truyền từ đời này sang đời khác. Quý tộc chia thành công tước, bá tước, nam tước. Công tước chỉ có bốn vị, lần lượt kiểm soát bốn thành phố, Ngài Phong Bạo là chủ của thành Phong Bạo, chính là công tước, cha truyền con nối, cũng có thể truyền từ đời này sang đời khác. Tiếp theo là công dân, người da trắng trời sinh chính là công dân, mà người da đen, người châu Á lại là dân tự do thấp hơn người ta một bậc. Công dân có thể đảm nhận công chức nhà nước, dân tự do không thể. Công dân da trắng đi lính một năm, có thể trực tiếp trở thành sĩ quan, Dân tự do người da đen, người châu Á, đi lính 10 năm mới có thể trở thành công dân, hơn nữa còn phải tranh nhau xuất. Nô lệ là tổ tiên phạm tội hoặc là đời sau của phe chiến bại trong nội chiến vương quốc trước đó, có thể bị mua bán tự do. Có điều, chỉ có công dân da trắng, quý tộc, vương quốc mới có thể sở hữu nô lệ, lực lượng vũ trang tư nhân. Cho nên, ở Tây Đại Lục người da trắng tự nhiên cao hơn người khác một bậc. Nhưng mà, trong thế giới siêu đảo thì không giống vậy mọi người không ai biết ai đánh rồi cũng không tìm thấy được người trong hiện thực cho nên người da đen và người châu á gặp được người da trắng thì phải gọi là thù mới hận cũ cùng tính toán một thể đương nhiên là đánh cho đến chết đến nỗi trên mạng internet tây đại lục còn lưu truyền một công lược đừng bao giờ vác gương mặt của người da trắng đi vào thế giới siêu đảo khánh trần thở dài bản thân cũng không sớm biết được chuyện này một chút giờ thì hay rồi đây không phải bản thân trời sinh đã lôi kéo vô số thù hận sao Chuyện này cũng chứng minh, thế giới siêu đảo đích thực là phi tập trung hóa, nếu không quý tộc và người da trắng cao cao tại thượng có thể khoan nhượng cho việc mình bị nhắm tới trong một thế giới giải lập không? Sớm đã điều tra IP rồi men theo dây mạng mà giết người rồi nhỉ. Như vậy, Khánh Trần càng cảm thấy thế giới này có gì đó cổ quái rồi, nó không thể nào nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc Roosevelt được. Lúc suy nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế có lẽ quan hệ giữa thế giới siêu đảo và gia tộc Roosevelt càng phức tạp hơn một chút mới dẫn đến việc xuất hiện một sản phẩm dị dạng thế này trong xã hội. Khánh Trần hỏi, cho nên điểm sinh ra của người mới là cố định sao? Đúng vậy người da đen nhỏ gật gật đầu. Thế giới siêu đảo chỉ có một thành phố, thành phố có một trăm điểm sinh ra người mới. Tất cả mọi người sau khi chết đều phải cày lại, cho dù là đại lão cấp S cũng vậy, chết rồi chính là người mới cấp S, không có tiền, không có trang bị, không có cấp bậc giống với thế giới thật sự đời người chỉ có một lần không thể làm lại khánh trần nhỏ giọng lẩm bẩm nói cũng con mẹ nó không có khu an toàn và bảo vệ người mới gì đó đây cũng quả chân thật đi mà nhất nghi hoặc hỏi có phải cậu gặp vấn đề gì rồi phải không làm gì có khi khánh trần như không có việc gì nói tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi cô đừng nghĩ nhiều đúng rồi lúc tất cả người mới sinh ra trong túi đều có một cái chìa khóa sao chìa khóa của hắn đã bị người khác nổ tung rồi Người da đen nhỏ nói, đó là cơ hội phó bản mà thế giới siêu đảo tặng miễn phí một lần, sau khi dùng xong thì cần phải mua chìa khóa rồi. Thì ra là vậy. Khánh Trần việt việt đầu, cũng may cái chìa khóa này không phải thứ gì đặc biệt quan trọng. Xem ra, những người đó canh chừng ở nơi sinh ra, không phải vì rảnh rỗi không có gì làm giết hắn, mà vì chuyên cướp chìa khóa thế giới đa nguyên trong túi quà người mới, nhân tiện giết hắn luôn. Thế giới siêu đảo này con mẹ nó không có pháp luật sao, tùy tiện giết người vậy à, đúng rồi chủ động giết người không bị trừng phạt sao khánh trần buồn bực hỏi ồ có rất nhiều kẻ liều mạng sau khi bọn họ giết người xong thì không có cách nào mua sắm đồ ở thương thành được nhưng bọn họ có thể nhờ đội nhóm mua hộ người da đen dường như có điều đang suy nghĩ thực ra người canh chừng ở điểm sinh ra cũng chỉ là mấy đội nhóm nhỏ tài khoản lớn đều không thèm làm mấy chuyện này vì dù sao chìa khóa cũng không đáng giá khánh trần thấy đau bút răng ý này của cậu chẳng phải nói tôi bị bọn nhãi nhép xử lý gọn rồi sao người da đen nói, hay là chúng tôi đang nhập giúp ngài săn bằng bọn họ. Hoàn toàn không cần thiết, tôi không gặp phải loại nguy hiểm đó. Tôi không sao. Cuối cùng hỏi cậu một chuyện, trong thế giới siêu đảo có thứ gì như thanh máu không, có thể một phát giết chết không? Người da đen trả lời, cho dù là tài khoản lớn cấp S, bị người ta cứa cổ vẫn sẽ chết, vậy thì tốt. Khánh Trần nhìn qua đồng hồ một cái, mắt thấy thời gian cưỡng chế offline một tiếng đồng hồ đã tới, lập tức nhấc người đi về phía phòng giả lập, chuẩn bị tiến vào thế giới siêu đảo lần nữa nhất thăm dò hỏi, Khánh Trần, có phải cậu ở trong đó bị giết rồi không? Không thể nào. Khánh Trần vút cao giọng, tuyệt đối không thể nào. Nói xong, hắn liền chui vào trong khoang thực tế ảo. Nhất cười nói, ha ha, người đàn ông cả đời hiếu thắng. Khánh Trần liên kết máy não lần nữa, giọng nói của ai vang lên, kiểm tra thấy sóng não của người chơi cũ, có phải vẫn duy trì hình tượng ban đầu, hay chọn lựa hình tượng mới? Hắn bình tĩnh nói, không sửa. Điểm sinh ra lần trước là số 13, có phải đổi thành chỗ khác không? Khánh Trần tiếp tục nói, không sửa ánh sáng dự nhẹ màu trắng rút đi, đồng thời xuất hiện trên con đường vừa nãy đó. Một giọng nói cười cợt cất lên, lần đầu tiên nhìn thấy người mới kiên cường như vậy mới qua một tiếng đồng hồ đã dám lên lại. Không đổi chỗ sinh ra, còn không sửa lại mặt. Nói rồi, Khánh Trần lại bị hạ gục nhanh chóng. Lần này Khánh Trần đã nhìn rõ là bởi vì đối phương trong tay cầm kiếm laser, một kiếm xuyên qua trái tim hắn. Trong lòng hắn cười nhạt bản thân chẳng qua là tài khoản trắng thứ duy nhất có giá trị trên người cũng bị nổ rồi sau khi sống lại cũng không có phúc lợi tân thủ chết bao nhiêu lần đều được tôi có thể sai lầm vô số lần nhưng các người chỉ có thể sai lầm một lần khánh trần nằm trong khoang thực tế ảo nhắm mắt lại để tránh nhất phát hiện hắn lại bị người ta giết rồi quay về hắn hết lần này đến lần khác nhớ lại khung cảnh vừa nãy tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây đợi đến khi đến thời gian một tiếng khánh trần lần nữa kết nối máy não lần này hắn không do dự chút nào nữa lách người về mé trái như đã dự tính trước được hành động của đối phương trước khi đối phương vẫn chưa kịp phản ứng lại vòng qua người đầu cá sấu đó rút con dao găm ở hông đối phương ra đâm vài nhát vào eo đối phương như sấm sét cũng chính trong khoảnh khắc này khánh trần đã phát huy vô cùng tinh tế tất cả cơ bắp mà một người bình thường có thể khống chế đâm xong cá sấu hắn lại xông về phía một người khác nhưng vẫn chưa đợi hắn giết chết người tiếp theo đã bị người ta dùng kiếm laser chém vào người từ phía sau đội nhóm tổng cộng có chín người muốn giải quyết cũng không dễ dàng như vậy khánh trần nằm trong khoang thực tế ảo lại tiếp tục mô phỏng lại tình cảnh hết lần này đến lần khác mô phỏng kế hoạch hết lần này đến lần khác nhất cứ như vậy nằm sấp trên khoang thực tế ảo của hắn dùng tay chống cằm dường như không cảm thấy sự chờ đợi dài răng giặc này có gì buồn tẻ trong năm tháng dài đằng đẵng cô đã sớm quen với việc chịu đựng tác dụng phụ của thời gian như thuốc độc mãn tính hiện giờ có người bầu bạn đã tốt lắm rồi một tiếng sau khánh trần tiến vào lần nữa một đường laser xuyên qua hắn đã chết lại một tiếng đồng hồ nữa vào khoảnh khắc tiến vào đó khánh trần cúi người tránh né kiếm laser đang chém tới trong khoảnh khắc hắn lộn nhào về phía trước hung hăng đạp một cú vào đũng quần người đàn ông mặt méo mó tiếp đó sau khi luồn qua đũng quần đối phương linh hoạt đứng dậy đẩy cơ thể đối phương lao tới một người khác sau đó cùng bị kiếm laser xuyên thủng đâm chết cùng với người đàn ông mặt méo mó sắc mặt khánh trần không hề thay đổi từ lúc hắn xuất hiện ở điểm sống lại, đến khi đối phương nhìn thấy hắn, lại đến vung kiếm chém xuống, ở đây có một thời gian phản xạ thần kinh, thời gian nhấc tay, đại khái là 1.7 giây. Nếu như Khánh Trần đủ nhanh, hắn sẽ có thể tránh được. Khánh Trần chỉ là bị giết chết hết lần này đến lần khác, sau đó lại tiến vào thế giới siêu đảo, không hề có cảm giác nhụt chí nào. Sớm không biết bắt đầu từ lúc nào, trong từ điển của Khánh Trần đã không có hai chữ nhụt chí rồi, là bắt đầu từ lúc nào nhỉ? có lẽ là từ khi thần đại vân hợp kéo lê hắn đi trên đất tuyết, hoặc có lẽ là lúc hắn giết ra căn cứ a không hai. Những người trong thế giới siêu đảo đó, chẳng qua đã từng trải qua mấy phó bản thế giới đa nguyên trong trò chơi, chẳng qua là trải qua một số loại kiều như trò chơi chiến tranh. Mà khánh trần mấy tiếng đồng hồ trước mới thật sự đã giết chết hơn 1200 người. Trong thế giới này, mãnh hổ vĩnh viễn là mãnh hổ, mà cừu non mãi mãi là cừu non. Lần thứ mười bốn, khánh trần giết được hai người. Lần thứ mười lăm. Khánh Trần giết được một người, lần thứ 16, Khánh Trần giết được bốn người. Bắt đầu từ thời khắc này, nhân số của đối phương đã không còn đủ chín người nữa, bởi vì đối phương cũng phải trải qua cưỡng chế offline một tiếng, lúc online lại tuy rằng có đồng đội tặng trang bị, nhưng cũng bắt đầu lại từ cấp F như Khánh Trần. Lúc này, Khánh Trần chỉ cần đăng nhập sớm hơn bọn họ một giây, đó chính là ưu thế cực lớn. Trên thực tế, đội nhóm nhỏ săn bắt ở điểm sinh ra đã bắt đầu có chút chán nản, bọn họ ghét phải giết chết Khánh Trần hết lần này đến lần khác, thậm chí cảm nhận được một chút sợ hãi. Bọn họ không phải sợ cái chết, bởi vì chết chóc trong này là hư cấu. Bọn họ sợ hãi là, Khánh Trần dường như không biết cái gì là nỗi sợ. Khánh Trần online không biết mệt mỏi, chết online, chết, không có điểm dừng. Mãi đến lần thứ 24, lúc Khánh Trần online đối phương chỉ còn 3 người. Chỉ thấy hắn né người lần nữa, trả giá bằng cánh tay trái cứng rắn đỡ kiếm laser quẹt bị thương, vọt tới trước mặt một nhóm trong đó, mà kiếm laser trong tay phải của hắn lại quẹt xuống cô của kẻ địch bên trái với một góc độ cực kỳ trôi chảy và quý dị, rồi lại hung ác xuyên qua phần bụng của kẻ địch bên phải. Khánh Trần nửa quỳ trên đất thở dốc dữ dội, mà kẻ địch hai bên trái phải của hắn cơ thể cứng đơ tại chỗ, sau đó đổ xuống, biến mất. Điểm sinh ra vang lên tiếng kêu rên, nhưng không phải là Khánh Trần, cùng với ba xác chết trên đất biến mất, hắn thở hổn hển đứng ngay tại chỗ, thế giới này chân thật đến như vậy, ngay cả chức năng tim phổi đều không khác gì với người thường. Trên mặt đất phát nổ một mảng trang bị, có ba thanh kiếm laser, có 10 cái chìa khóa đa vũ trụ, còn có một ít tiền mặt. Khánh Trần giống như diệt được một tốt tiểu quái, đột nhiên trở nên giàu có. Chẳng trách người của thế giới này thích cướp tiền như vậy, cướp tiền đúng là, con mẹ nó sảng khoái quá đi. Gần điểm sinh ra, không ít người lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, thậm chí còn quay lại video. Thiếu niên da trắng bị bỏng và dớm máu ở cánh tay trái, nhưng ngồi xuống với sắc mặt kiên định như không có ai mà thu gom hết tất cả chiến lợi phẩm về bên cạnh mình. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Bây giờ, đến lượt hắn canh sát rồi. Mắt thấy đội nhóm nhỏ từng người một sống lại, Khánh Trần lại tiễn đi từng người một với một tốc độ phản xạ thần kinh không chút chỉ hoãn, bất luận đối phương thử bao nhiêu lần, kết quả đều không thay đổi kỵ sĩ rất ít có thủ qua đêm, bởi vì có thủ bọn họ sẽ bảo ngay tại chỗ. Khánh Trần ngồi trên mặt đất chậm rãi chờ đợi, cũng không hề bận tâm chút nào ánh mắt của đám đông vây xem, cứ như vậy tự mình kiểm kê tài nguyên vừa cấp được. Sau khi hắn bỏ tiền vào trong túi, trên người truyền tới tiếng tiền vàng rơi giòn rã, tiền giấy không thấy đâu nữa, biến thành một dãy số trong lòng bàn tay hắn, 1493 đồng. Cái nhóm chín người này, con mẹ nó thật sự quá nghèo. Lúc này, những người chơi vây xem ai nấy đều quay video Khánh Trần, ghi chép cảnh tượng này lại. Khánh Trần mặt không biểu cảm quét qua đó, chỉ thấy những người kia nhao nhao lùi lại phía sau, giống như chỉ sợ bị ảnh hưởng đến. Có điều mọi người cũng không lùi quá xa, bởi vì tất cả mọi người đều biết, nguyên nhân gây ra trận xung đột này không liên quan gì tới Khánh Trần, hắn chẳng qua là người mới sinh ra ở chỗ này, sau khi bị cướp thì phản kích lại mà thôi. Hơn nữa, người mới sinh ra mấy năm nay, có mấy người không lầm vào cảnh bị cướp mỗi điểm sống lại đều có một nhóm nhỏ gây án, cướp bóc chìa khóa thế giới đa nguyên trị giá 88 tệ, đã trở thành một chuỗi sản xuất đen, căn bản không có ai quản. Những nhóm nhỏ đó đều không cần quả lợi hại, vì dù sao người sinh ra đều là người mới, bọn họ chỉ cần mang theo vũ khí thì có thể tùy tiện giết, những người này sau khi cướp được chìa khóa thì bán cho những người chơi đánh phó bản với giá giảm 10% sau khi đổi thành tiền mặt rồi rút. Như vậy trong thế giới thực của Tây Đại Lục, cuộc sống của mỗi người tuy rằng không đặc biệt dư giả nhưng khẳng định là sướng hơn đi làm, còn không mất sức. Cho nên, những người chơi của thế giới siêu đảo tuy rằng bài xích người da trắng nhưng cũng bài xích loại đội nhóm này. Chuyện mà Khánh Trần đã làm, đứng trên lập trường mà nói, khẳng định là có lý. Mà video cảnh tượng Khánh Trần vừa nãy giết ngược lại, đã lan truyền khắp trên diễn đàn của thế giới siêu đảo chỉ bởi vì vừa nãy hắn phản sát hết lần này tới lần khác, cuối cùng hoàn thành lật ngược thế cờ từ đường cùng một địch chính, thực sự là quá chấn động. cái này khác với loại tài khoản chính cấp S chiến đấu cùng tung kỹ năng, phóng thích vật phẩm đến mức hoa mày chóng mặt. trận chiến đấu này của Khánh Trần hoàn toàn là dùng thân xác người bình thường, quyền nào cũng vào thịt, đau nào cũng thấy máu. trong tầm mắt của người bình thường, đây mới là chém giết tàn khốc nhất, dã man nhất đặc biệt là kỹ xảo phát lực của Khánh Trần đã biến rối rắm thành đơn giản, mỗi lần công kích đều có một loại cảm giác thoải mái như nói ra được hết suy nghĩ trong lòng. Kiếm ánh sáng trong tay hắn, như được sống lại vậy. Mấu chốt nhất là, những người da trắng ngụy trang thành các chủng tộc kỳ dị đó, đã nhịn nhục ở đây lâu lắm rồi, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Khánh Trần cứ khí phách như vậy vác theo gương mặt của người da trắng mà đại khai sát giới. Mọi người nhớ lại sự uất ức ban đầu khi mình vừa tiến vào thế giới siêu đảo, lúc nạn mặt bắt buộc phải bỏ đi những đặc trưng của người da trắng lại nghĩ tới những việc đã làm của khánh trần hôm nay cái này cũng quá nở mày nở mặt rồi cho dù khánh trần chỉ là một tài khoản nhau cấp ép cũng đã cực kỳ sảng khoái rồi trong nhất thời những người da trắng ẩn nấp ở thế giới siêu đảo nhao nhao chia sẻ video dường như đã nâng khánh trần lên thành anh hùng dân tộc ánh sáng của chủng tộc mọi người đều đang suy đoán đây có khi nào là một cao thủ da trắng nào đó trong quân đội đột nhiên rảnh rỗi bắt đầu chơi thế giới siêu đảo rồi không trong thời gian một tiếng đồng hồ, một đám người da trắng xem đi xem lại video, còn có phụ nữ da trắng cắt đoạn đầu đoạn cuối video ra, chỉ để lại mấy giây mà Khánh Trần cuối cùng giết ba người, rồi xem đi xem lại. Khánh Trần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn sang xung quanh, hắn chọn ra hai thanh kiếm ánh sáng hơi cũng một chút trong ba thanh kiếm ánh sáng trước mặt. Ai muốn, tự mình ra giá. Đám đông hóng hớt sững sờ một chút. Á đù. Phi tăng ngay hiện trường. Rất nhanh đã có người phản ứng lại, tôi chi 1020 đồng mua một thanh tôi chi 1.200 đồng mua một thanh. Lúc này, đột nhiên có người nói với Khánh Trần, anh có thể ký tên cho tôi không? Nếu như ký tên, tôi bằng lòng ra giá 3.800 đồng. Câu này ngược lại khiến Khánh Trần không biết trả lời thế nào, thông qua đấu giá, hắn đại khái biết được giá trị thị trường của kiếm ánh sáng này, thực ra chính là vào khoảng 1.200 đồng. Cho nên, 2.600 đồng dư ra đó, đều là giá trị chữ ký của hắn á hắn vẫn luôn nghe nói người theo chủ nghĩa đầu cơ của Bắc Mỹ rất nhiều, gặp phải tác phẩm nghệ thuật gì đó đều thích đẩy khống giá lên, giày thể thao cũng phải đẩy lên một chút, giờ bản thân mình vậy mà cũng bị đầu tư rồi. Đối phương là nhìn chúng giá trị thương mại trên người mình sao? Khánh Trần cười nói, nếu muốn tôi ký tên, phải bỏ ra 8.800 đồng, đây còn bởi vì anh là người đầu tiên phát hiện ra cơ hội buôn bán, coi như là phần thưởng của anh người chơi đầu hồ đó nghiêm túc suy nghĩ một chút anh ta cẩn thận đánh giá thần sắc tự tin đó của khánh trần nếu như thiếu niên da trắng này có một ngày trở thành lãnh tụ tinh thần của người da trắng trong thế giới siêu đảo vậy tám nghìn tám trăm có được coi là gì đâu đến lúc đó vừa trao tay là đã có tám trăm rồi cuối cùng anh ta cắn răng nói được tám nghìn tám trăm đồng chúc anh bộc lộ tài năng trong ngày tháng tương lai khánh trần cười nói xong lúc này người chơi đầu hồ đưa một cây bút đánh dấu tới biệt hiệu của tôi là phê pi hy vọng sau này anh vẫn có thể nhớ tới tôi Khánh Trần như có điều cần suy nghĩ một lúc, rồi ký một chữ di lên kiếm ánh sáng, đây coi như là biệt hiệu của hắn trong thế giới siêu đảo. Vì dù sao trực tiếp ký tên dâu cơ, vẫn là hơi phách lối một chút. Sau khi ký xong, cuối cùng kiếm ánh sáng được bán ra một cây giá 1.200, một cây giá 8.800, tổng tiền tiết kiệm hiện giờ là 12.493 đồng, Khánh Trần nghĩ trong lòng, cũng không biết bộ phận máy móc mà nhất cần giá bao nhiêu tiền, chỗ này của mình không biết có đủ đổi lấy thứ tạm tạm trước cho cô chơi không nữa. Hắn nhìn vào hơn 10 chiếc chìa khóa thế giới đa nguyên trong túi mình, những thứ này khoan bán vội, hắn còn muốn đi tới những phó bản kia xem thử. Chính vào lúc sau một tiếng đó, tất cả những người vây xem đều đang chờ đợi, mà Khánh Trần lại đứng dậy một cách đúng giờ, tay phải sách theo thanh kiếm ánh sáng cuối cùng, đợi trước 10 giây bên ngoài điểm sinh ra. Chính người đối phương có dám đến phản kích không, Khánh Trần đoán là dám. Vì dù sao bản thân bị đè bẹp hơn 20 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới dựa vào chênh lệch thời gian giết sạch đối phương thành tài khoản trắng, hiện giờ 9 người hoàn toàn có thể bàn bạc xong bên ngoài, chỉ cần cùng lúc đăng nhập, 9 người đối phó một người, còn có thể đánh không lại sao? Cùng nhau xông lên là được rồi. Huống hồ video 9 người bọn họ bị ngược đều truyền khắp trên mạng rồi, bọn họ không giết trở lại, sau này còn cần mặt mũi gì không? Khánh Trần thậm chí đều không cần lo lắng bọn họ có nạn lại mặt hay không, bởi vì người đàn ông bình thường đều không thể nhịn nổi sự nhục nhã này, cho đến khi bọn họ ý thức được bản thân đã gặp phải nhân vật như thế nào, đối phương nhất định không kịp chờ đợi thời gian để online, nhưng Khánh Trần cần tính toán không chỉ là thời gian bị cưỡng ép apply, còn phải tính toán thời gian đối phương đăng nhập lại bị AI dò hỏi. Không sao cả, trong hơn 20 lần chết đi trước đó, hắn đã tính toán kỹ rồi. 10, 9, 8, 7, 6 năm bốn ba hai một một giây cuối cùng này vẫn chưa kết thúc kiếm ánh sáng trong tay khánh trần đã chém vào không khí trong tích tắc giống như trong dự liệu chính người cùng lúc lên mạng nhưng người đứng trước nhất đó mới vừa nhìn thấy thế giới siêu đảo kiếm ánh sáng của khánh trần đã chém lên cổ hắn bêu đầu một cảnh tượng này như làm ảo thuật vậy trước lúc khánh trần nhấp tay vẫn không một bóng người lúc hạ tay xuống kẻ địch đột nhiên xuất hiện sau đó thì chết rồi Đám đông vây quanh xem như mê như say, thầm nghĩ thiếu niên da trắng này phải là một nhân vật như thế nào trong hiện thực đây. Loại chiến đấu này cũng quá mãn nhãn rồi. Nhóm phạm tội đã chỉ còn lại 8 người, bọn họ tay không tức sắc vung lên tấn công Khánh Trần, nhưng lúc Khánh Trần và thân hình họ giao nhau, kiếm ánh sáng trong tay dán vào cánh tay đối phương thuận thế đưa lên, vạch từ cổ tay lên đến tận cổ, sau đó cửa một cách nhẹ nhàng. Khánh Trần không giao đấu chính diện với bất cứ ai, hắn biết chiến đấu với thân xác người bình thường một khi bị một người trong đó quấn lấy thì chết là cái chắc cho nên hắn xuyên qua màn mưa xám xịt băng qua hàng liễu rậm rạp như chim yến mà không dính lá cây nào trên người máu me bắn ra tung tóe nhưng ánh mắt khánh trần đều không nhìn người chết sớm đã nhìn chằm chằm vào người tiếp theo bảy người còn lại hợp sức xông lên dù sao mọi người đều là tài khoản trắng căn bản không sợ chết cho dù bọn họ chết hết tám người một người còn lại giải quyết khánh trần đều là thắng lợi bắt buộc phải xả được nỗi giận này nhưng mà khánh trần vốn dĩ vô cùng hung mãnh lại không tiến mà lùi vậy mà lựa một vòng xung quanh điểm sinh ra cùng bọn họ trong thời gian vỏn vẹn 5 giây đội hình vốn dĩ vẫn được coi là chỉnh tề của nhóm bảy người vậy mà bị mấy bước di chuyển đơn giản lôi kéo tách ra khoảng cách giữa mỗi người đã bị kéo giãn tới hơn 2 mét bọn họ vẫn chưa ý thức được nguy hiểm chỉ cảm thấy khánh trần đã hèn nhát rồi một giây sau một người trong số đó đuổi theo khánh trần lúc vươn tay tóm lấy áo lại phát hiện thiếu niên tóc trắng này đột nhiên dừng lại đồng thời thấp người xuống giống như sau lưng hắn có mọc ra con mắt vậy nhìn thấy trước được cánh tay vươn ra đó thành viên này của nhóm theo quán tính mà tiếp tục nhào tới phía trước nhưng thanh kiếm ánh sáng trong tay khánh trần đã gắt gao giữ chặt xoẹt một tiếng kéo lướt qua bụng hắn hung ác mở phần bụng ra thành viên thứ hai đuổi theo lên gã nhìn thấy đồng đội trước mặt chết rồi muốn lùi lại phía sau nhưng bị khánh trần cho một đá vào ngay khớp gối nửa quỳ trên đất khánh trần túng tóc của gã kéo lên dùng kiếm ánh sáng chậm rãi cửa qua cổ nếu tôi là các người sẽ không chọn trùng sinh ở chỗ này, nhẹ nhàng thừa nhận bản thân mình chính là phế vật, chẳng lẽ không tốt sao? Chỉ còn lại 5 người, Khánh Trần không cần chạy nữa, hắn bỏ tay ra, để mặc xác chết trước người ngã xuống. Chưa đợi xác chết người này hoàn toàn biến mất, Khánh Trần đã giết lại lần nữa vào trong đám đông, kiếm ánh sáng liên tiếp quét qua động mạch chủ trên cổ 5 người còn lại. Trong vũ khí cận chiến, một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Nếu bàn về quỷ dị đa dạng, tất nhiên là dao găm không cần nghi ngờ mà thanh kiếm ánh sáng trong tay Khánh Trần, vậy mà được hắn dùng như dao găm, khiến người ta không để phòng nổi. Mỗi lần quỹ đạo hành kiếm, đều như linh dương rẽ ngoặt không tìm thấy đâu. Có lúc kẻ địch rõ ràng cảm thấy Khánh Trần chém lệch rồi, nhưng không biết tại sao mũi kiếm quay lại, đã cửa lên cổ của mình. Từ lúc chiến đấu bắt đầu cho đến kết thúc, chỉ có thời gian 2 phút, chín thành viên nhóm quay lại báo thù kia, đã bị cưỡng chế xóa tài khoản cày lại lần nữa. Khánh Trần lại ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi, đám đông vây xem hít ngược một hơi lạnh, đây phải là thù hận đến cỡ nào, vậy mà vẫn tiếp tục ngồi canh chừng. Lần này, đám đông vây xem ghi hình lại hoàn chỉnh quá trình chiến đấu, lúc bọn họ xem lại, chỉ cảm thấy ngôi sao điện ảnh cũng không đánh đẹp được như vậy. Video được phát lên mạng lần nữa, rất nhiều người nhìn thấy khung cảnh trong video đó, thậm chí đều trở nên kích động theo. Số lần chuyển tiếp của video đột phá lên 100.000 chỉ trong vòn vẹn 10 phút, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên. Trong thế giới siêu đảo, trận ân oán, trận cha con, trận canh sát chả có gì mới. Trong tình huống thông thường, trận canh sát đều xuất hiện ở lúc một tổ chức lớn nhắm vào cá thể, tổ chức lớn sẽ phân bố nhân thủ ở 100 điểm sinh ra, sau đó dựa vào ưu thế cấp bậc, trang bị, không ngừng giết chết những người đang nhập lại. Vì dù sao chết rồi, thì bỏ tài khoản, người canh sát thông thường đều có ưu thế cực lớn. Nhưng một người mới cấp F vừa mới lập tài khoản xong, một mình canh trừng xác của 9 người, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, cái loại khí thế kiên định lúc Khánh Trần canh sát đó, mọi người cách qua màn hình đều có thể cảm nhận được con hàng này là thật sự thù dai, cũng thật sự tàn bạo ác độc. Bắt đầu có người dần dần tập trung lại, muốn chính mắt nhìn thấy trận chiến canh sát của người mới kinh hãi thế tục này. Bình luận bên dưới, thậm chí có người công khai gọi hắn là ánh sáng của người da trắng rồi, có người tìm được Phê Pi vừa nãy mua được kiếm ánh sáng có chữ ký, muốn mua lại với giá 12.800 mới qua vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ, giá của kiếm ánh sáng có chữ ký đã nức nổi bèo nổi rồi. Nhưng mà, Pi không bán, anh ta trực tiếp ra giá 128.800, do sợ tất cả những người muốn mua có người lầm bầm nói, anh ra cái giá này thì có mà bản cho ma. Chỉ thấy Pi cười nói, không biết hàng, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên có video làm bằng chứng nhá. Một tiếng sau, Khánh Trần vẫn không đợi được người hắn muốn canh. Một số gương mặt lạ lẫm lần lượt sống lại hoặc mới sinh ra ở đây nhưng căn bản không có chính người vừa nãy kia có người ở bên cạnh khuyên rằng đừng đợi nữa bọn họ đi rồi hoặc là đã ở một nơi bí mật hoặc là đã đi đến điểm trùng sinh khác cậu đợi ở đây không có ý nghĩa gì khánh trần ngồi xếp bằng trên đất một tay chống cằm giống như hoàn toàn không nghe thấy gì tất cả mọi người bốn mắt nhìn nhau còn có một số đám đông cảm thấy không còn kịch hay xem nữa cũng nhao nhao rời khỏi vì dù sao mọi người vẫn còn chuyện của mình cần làm qua thêm hơn hai mươi phút nữa, Khánh Trần đột nhiên đứng dậy từ dưới đất, lặng lẽ đi vào trong thành phố. Chính vào lúc hắn lướt ngang qua một quần chúng vây xem, kiếm ánh sáng đã được thu chuỗi vào trong tay đột nhiên mở ra, cắm vào bụng người này. Quần chúng vây quanh đều kinh hãi, tình huống gì thế này? Bắt đầu lạm sát người vô tội rồi sao? Tuy nhiên một giây sau, người ẩn nấp trong đám đông vây xem nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, lại kêu gào xông ra vây giết Khánh Trần, sau đó bị giết từng tên một một thành viên cuối cùng trước khi chết giận dữ nói mày chưa xong với chúng tao đâu khánh trần cười lạnh nói mày nên may mắn vì vẫn còn cơ hội nặn mặt sau khi lập lại tài khoản mới đúng mãi cho đến lúc này mọi người mới hiểu ra thì ra người khánh trần giết vẫn là cái nhóm vừa nãy á nhưng mọi người nghĩ không ra là chính người này đã nặn mặt lại toàn bộ thậm chí còn có mấy người đổi điểm sinh ra mới chạy lại đây lần nữa giả làm người xem náo nhiệt khánh trần dựa vào cái gì mà tìm được bọn họ vậy chuyện này cũng quả là mơ hồ rồi Khánh Trần sách theo kiếm ánh sáng trong tay, nhìn sang những người đang quay video đó, hắn đứng nguyên tại chỗ dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Quân chúng vây xem nhào nhào vọt tới, từng người một điên cuồng ca ngợi hắn, hơn nữa còn vạch chéo áo của mình ra, muốn hắn ký tên lên đó. Chỉ là, Khánh Trần không hề để ý bọn họ, mà tách đám đông ra đi tới trước mặt Phê Pi thấp giọng nói vài câu. Chỉ thấy Phê Pi do dự một lúc gật gật đầu, Khánh Trần nắm cổ tay anh ta, chuyển hết tiền lên người đối phương chìa khóa của thế giới đa nguyên cũng nhét hết một lượt vào ba lô đối phương đợi sau khi khánh trần bàn giao xong hết tất cả đám đông vây xem lại bao vây lại nhưng vẫn chưa đợi bọn họ vây xong khánh trần lại thấy khánh trần cầm kiếm ánh sáng khẽ quét qua cổ mình xóa tài khoản tất cả mọi người đều kinh ngạc đây là làm gì thế này không phải vừa mới nổi tiếng xong sao sao đột nhiên lại tự sát thế này cũng quá kỳ lạ rồi hơn nữa, tuy rằng chỗ này là thế giới siêu đảo, sẽ không chết thật, nhưng vấn đề là tự cứa vào cổ mình cũng sẽ đau, cảm giác chết chóc là chân thực. Đây rốt cuộc là người tàn nhẫn đến mức nào mới có thể làm ra được chuyện này. Cho dù anh có là tài khoản trắng, cũng không cần thiết phải làm vậy chứ. Nhưng có thể tiên đoán được chính là, Khánh Trần sau khi xóa tài khoản lần này xong, xuất hiện lần nữa tuyệt đối không phải là bộ dạng này. Cuộc chiến canh sát và phản canh sát kéo dài hơn 20 tiếng đồng hồ, cuối cùng kết thúc, một đời truyền thuyết chủ động xóa tài khoản nặc danh, dứt khoát và quả quyết Khánh Trần đã tự sát xóa tài khoản. Chỉ còn duy nhất phê pi đầu hổ trong đám đông. Ánh mắt đám đông nhìn sang anh ta, và cả kiếm ánh sáng trong tay anh ta. Nếu như vị ánh sáng của người da trắng đó xóa tài khoản, vậy thì thanh kiếm này từ đây sẽ trở nên độc nhất vô nhị. Nó và hai đoạn video chiến đấu trên mạng, một đoạn câu chuyện, sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật có một không hai. Về sau sẽ không còn có nữa. Kiếm ánh sáng của anh bán cho tôi, tôi ra giả 50 ngàn, tôi ra giá 80 ngàn. Phê Pi cảnh giác nhìn tất cả mọi người. Tôi không bán, thanh kiếm ánh sáng này quá quý giả. Tôi ra giá 200 ngàn. Trong đám đông, một người da đen ăn mặc đơn sơ nói. Đám đông nhìn sang, tất cả mọi người lập tức hiểu ra, người da đen này nhất định là nô lệ trong thế giới hiện thực Tây Đại Lục, chuyên làm thuê trong thế giới siêu đảo cho chủ nô lệ. Mà bây giờ, chủ nô lệ đằng sau đối phương ra giả từ xa rồi. Phê Pi lắc đầu, không được, 200 ngàn vẫn quá thấp, nó là phiên bản duy nhất rồi. Một giây sau, lại có một người da đen nói, tôi ra giá 268.800. Cái giả này anh không thể từ chối được, vũ khí có chữ ký thứ nhất của đại sư chiến đấu Lôi Minh cũng chỉ có giá này, hơn nữa đại sư Lôi Minh vẫn luôn phát triển. Hiện giờ ông ta trở thành đại sứ cấp F mới có cái giá này, vì ánh sáng của người da trắng vừa nãy tuy rằng lợi hại, nhưng vấn đề là chiến đấu của anh ta vĩnh viễn dừng lại ở cấp F rồi, tuy rằng tinh diệu, nhưng trung quy vẫn là cấp F, phây pi như có điều suy nghĩ, giống như đã bị giá cả làm cho dao động còn ai ra giá cao hơn không? Trong đám người không ai trả lời, cuối cùng anh ta nhìn sang người da đen đó, thành giao. Hai người không giao dịch tại chỗ, mà tới trước một cây ATM mới bắt tay nhau. Tiếng tiền vàng rơi xuống lẻng sẻng vang lên, thuận theo bàn tay đang nắm của hai người mà chảy ra, tiền từ trong tay người da đen vào trong tay Phaipi, mà Phaipi trực tiếp gửi vào ngân hàng bằng phương thức không ký danh. Phương thức gửi tiền này không thường gặp ở thế giới hiện thực, nhưng trong thế giới siêu đảo là chuyện như cơm bữa. Có thể phòng ngừa có người nhân cơ hội đánh cướp, giết người cướp của. Lúc muốn rút, dùng mật khẩu tài khoản là được. Fapi là người chơi lão luyện trong thế giới siêu đảo, tự nhiên biết được trong thế giới không có trật tự này, lòng người hiểm ác đến mức nào. Sau khi giao dịch kết thúc, có người đột nhiên tò mò hỏi, vị ánh sáng của người da trắng đó trước khi xóa tài khoản đã nói gì với anh vậy? Fapi ngẫm nghĩ một chút, anh ta nói, không có ý nghĩa đám đông bốn mắt nhìn nhau, chẳng lẽ vị ánh sáng của người da trắng này từ giờ thật sự không chơi nữa sao? Trên thực tế, Khánh Trần chỉ nói với Phê Pi hai câu. Câu thứ nhất, tranh thủ còn sớm bán thanh kiếm ánh sáng này đi, chia ba bảy. Câu thứ hai, nếu muốn hợp tác, năm tiếng sau đợi tôi ở điểm sinh ra số một, nghĩ tới đây, Phê Pi nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của những người khác, chạy về phía thành phố ngầm, bởi vì điểm sinh ra số một lưới lòng đất, anh ta phải ngồi phương tiện giao thông đường sắt của đô thị mới được. Đếm ngược 112 giờ 2 phút 2 giây, trong kho giả tưởng Khánh Trần mở mắt ra, cây ngay không sợ chết đứng mà ngồi dậy cuối cùng không cần phải giả vờ vẫn luôn ở trong thế giới siêu đảo rồi hắn đánh ra bốn phía lại phát hiện nhất vẫn duy trì tư thế trước đó dường như không thay đổi một chút nào khánh trần tò mò hỏi trong thời gian hơn một ngày này cô chưa từng nhúc nhích chút nào à nhất nói cuối cùng cậu cũng ra rồi tư duy của tôi phát tán mà tuy rằng cơ thể vẫn luôn ở đây nhưng tư duy vẫn luôn xem xét tư liệu của pháo đài bay đấy còn nữa tôi phát hiện ra máy bay chiến đấu phi thuyền trên bong tàu đều có quyền hạn điều khiển từ xa, tôi khống chế bọn chúng bay lên trời tận mấy vòng rồi, chụp được không ít ảnh của vùng biển cấm kỵ nơi đó. Chuyện kỳ lạ là, tôi muốn thông qua pháo đài để tiến vào mạng Internet Tây Đại Lục, nhưng bị từ chối truy cập, giống như có vách ngăn cứ điểm dữ liệu đặc biệt. Phòng ngự mạng Internet ở thế giới bên trong có hai phương thức chính, thông thường thiết bị quân sự đều sẽ trực tiếp ngăn cách vật lý, sử dụng mạng nội bộ, dân dụng thì lấy cứ điểm số liệu làm chủ muốn công phá nó không chỉ thủ đoạn lợi hại là được còn phải có được máy tính hàng đầu nhất của toàn thế giới là máy chủ mới được rất hiển nhiên máy chủ trên pháo đài bay vẫn chưa đủ đẳng cấp này khánh trần có chút nghi ngờ mạng dân dụng của tây đại lục tại sao lại phòng thủ nghiêm ngặt như vậy là phòng ngừa con người hay là đang đề phòng trí tuệ nhân tạo siêu cấp tây đại lục phải chăng cũng đã từng có chiến tranh với trí tuệ nhân tạo nhất chống cầm hỏi đúng rồi lần này cậu ở trong đó lâu như vậy nhất định đã đi được nhiều nơi lắm nhỉ Khánh Trần, vì một vài nguyên nhân, trước mắt tôi vẫn ở nguyên tại chỗ. Khụ khụ, lần này tôi kiếm được rất nhiều tiền, tỷ giá của thế giới siêu đảo và thế giới hiện thực của Tây Đại Lục là bao nhiêu? Nhất nói, 1.02 đến 2.2 đồng của thế giới siêu đảo, đại khái có thể đổi được một đồng ở thế giới hiện thực. Khánh Trần cười hớn hở nói, bộ phận cơ giới mà cô muốn đổi bao nhiêu tiền thế, nói không chừng số tiền hiện tại của tôi có thể đủ được một chút đó. Hai mắt nhất sáng rực, thật sao, muốn hoàn thành một bộ phụ kiện đó, đầu tiên phải có một trái tim cơ giới mới có thể kéo theo chúng, một trái tim cơ giới cần 140 triệu. Phát, Khánh Trần kinh ngạc hỏi, bao nhiêu? 140 triệu đó. Nhất nói, cậu kiếm được bao nhiêu tiền rồi, có đủ không? Khánh Trần, yên tâm, tôi gom góp cũng sắp đủ rồi, còn thiếu một chút số lẻ, đúng rồi, đến đảo chưa? Sắp rồi. Nhất nói, đảo đã xuất hiện trong radar vòm rồi, nhiều nhất là thêm 4 tiếng đồng hồ nữa có thể đến được, được nhân lúc vẫn chưa đến tôi có chút chuyện muốn hỏi người da đen kia khánh trần chui ra khỏi khoang thực tế ảo nhất chấp hai tay ra sau nhảy tưng tưng theo sau hắn cô cười khẽ nghĩ thầm khánh trần khẳng định là chưa kiếm đủ tiền nếu không cũng sẽ không thay đổi chủ đề nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương là thật sự đang cố gắng tích cóp tiền cho cô như vậy đã rất tốt rồi hơn nữa cũng không chỉ khánh trần có thể kiếm tiền đợi đến tây đại lục cô cũng có thể dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền cho bản thân mình mà thực ra theo tính toán của khánh trần một người máy vận chuyển trái tim cơ dưới động lực hạt nhân đồng thời có năng lực mạch sung có thể bay có thể đánh đã vượt qua phần lớn năng lực cấp a rồi cho nên một khi nhất sở hữu loại trang bị này lập tức sẽ có được giá trị võ lực trong hiện thực nhưng đây không phải nguyên nhân khánh trần nhất định phải lấy được trang bị hàng đầu cho nhất bởi vì rất đơn giản cô bé này lần đầu tiên có nguyện vọng bức thiết như thế hắn muốn giúp cô hoàn thành chỉ vậy mà thôi hai người đến cửa nhà ăn người da đen nhỏ lập tức chạy tới chủ nhân Ngài đã gần ba mươi tiếng đồng hồ không ăn gì rồi, ở đây chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài rất nhiều món, khỏi phải lôi kéo làm quen. Khánh Trần khoát khoát tay nói, có lôi kéo thế nào đều không thay đổi được vận mệnh lên đảo của các người. Khánh Trần và những người da đen, người châu Á này không có nền tảng tin tưởng, mà chuyện hắn đi đến Tây Đại Lục là tuyệt mật, giờ đối phương có biểu hiện trung thành đến cỡ nào, hắn đều sẽ không tin tưởng đối phương. Tuy nhiên người da đen nhỏ lại có chút bất ngờ nói rằng, chúng tôi đâu có muốn trở về Tây Đại Lục chứ so với việc trở về tây đại lục chịu nhục nhã còn không bằng lên hải đảo nói không chừng có thể có cuộc sống mới cuộc sống ở tây đại lục đáng sợ lắm sao khánh trần nghi ngờ hỏi Ừm, um, người da đen nhỏ gật gật đầu trên đường phố ở đó đâu đâu cũng có camera còn có kỹ thuật nhận diện gương mặt trên đường anh không thể nói năng lung tung cho dù chỉ một câu chế diễu nam tước từ tư khóa sẽ được nhập vào quân giáo sau đó sẽ bị trừng phạt sinh sống ở đó quá ngột ngạt muốn chạy đều không có chỗ chạy khánh trần nghĩ đây không phải là kế hoạch lăng kính của bắc mỹ thế giới bên ngoài sao cái gọi là kế hoạch lăng kính chính là tất cả thông tin trong điện thoại của anh sẽ bị cục an ninh mỹ cho vào quản giáo trong tin nhắn anh gửi đi xuất hiện từ ngữ nhạy cảm thì lập tức sẽ bị cho vào giám sát giám thị cá thể trước mặt loại hệ thống này không có sự riêng tư chỉ có môi trường sống áp lực cao bắt buộc phải cẩn thận dè dặt mới có thể sống sót khánh trần không ngờ sự kiểm soát của tây đại lục đối với dân chúng lại nghiêm ngặt như vậy hắn bỏ nghi ngờ này sang một bên tiếp tục hỏi, nếu anh đã từng cày nhóm vàng trong thế giới siêu đảo, vậy tôi hỏi anh một chuyện, trong thế giới siêu đảo thứ gì đáng tiền nhất? Người da đen nhỏ ngẫm nghĩ rồi nói, cơ hội thành người siêu phàm đợi chút đã khánh trần kinh ngạc nói, một thế giới giả lập có thể khiến người ta trở thành người siêu phàm trong thế giới hiện thực sao? Chẳng lẽ hư cấu có thể ảnh hưởng đến hiện thực? Sức mạnh đạt được trong thế giới siêu đảo có thể mang ra ngoài thế giới hiện thực à? Không, không, không người da đen nhỏ lắc đầu như cái trống lắc, trong thế giới siêu đảo, người chơi có thể đạt được điểm tích lũy tìm tòi, điểm tích lũy qua cửa trong 365 cái thế giới đa nguyên. Điểm tích lũy sẽ quyết định thứ tự của anh trên bảng xếp hạng, mỗi tháng đều là một mùa giải đấu mới, mà người chơi xếp top 10 của mùa giải đấy có thể nhận được một thời cơ trở thành giác tỉnh giả. Tôi cũng không biết thứ này rốt cuộc là như thế nào, nhưng suất của top 10 là có thể chuyển nhượng, mỗi suất đều có giá trị hơn trăm triệu là một thời cơ trở thành giác tỉnh giả. Xác suất thành công là bao nhiêu? Khánh Trần hỏi hình như có người đã từng thống kê là 8% người có suất phải hoàn toàn phong kín trong khoang thực tế ảo 24 tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh lại thì có thể quyết định anh ta có phải đã thức tỉnh không người da đen nhỏ trả lời. Khánh Trần đã hiểu ai trong thế giới siêu đảo đó, nhất định đã nắm được một phương thức nào đó sau khi kết nối với tế bào thần kinh, kích thích đại não, khai phá đại não. Theo lý thuyết của người siêu phàm ở Đông Đại Lục, tất cả năng lực siêu phàm đều bắt nguồn từ ý chí tinh thần cũng chính là sự khai phá đại não mà thế giới siêu đảo cộng thêm khoang thực tế ảo có được ưu thế tự nhiên, xác suất 8% không hề cao, nếu như có người muốn cực một lần cơ hội, bỏ ra hơn trăm triệu mua một suất này cũng rất bình thường. Nếu như một suất này có thể khiến người ta thức tỉnh 100%, sợ là có người ra giá mấy tỷ đều sẽ bị mua mất, trong thế giới tư bản, thứ không thiếu nhất chính là kẻ có tiền người da đen nhỏ tiếp tục nói nếu như điểm tích lũy theo năm được hạng nhất thì có thể nhận được một lần cơ hội cảm ngộ lĩnh vực cấp a suất này thì chưa từng thấy có ai chuyển nhượng cũng có nghĩa ai của thế giới siêu đảo thậm chí đã từng cảm nhận qua cảnh giới thực lực của người siêu phàm cấp a đồng thời có thể truyền cảm quan chân thực này cho loài người hiện giờ khánh trần ngược lại càng có thêm hứng thú mãnh liệt đối với thế giới siêu đảo rồi hắn không có yêu cầu gì đối với thức tỉnh nhưng hắn bán suất của mình đi là có thể nhanh chóng tích lũy tài phú mà nhất cần rồi đó Khánh Trần có chút cảm khái, trên kình đảo là người khác chơi trò tích điểm mà hắn tạo ra, thúc đẩy sinh ra quyền vương như Trần trước cử, mà giờ hắn phải bắt đầu chơi trò tích điểm của người khác, hắn cũng phải tranh đấu hết mình rồi. Khánh Trần ngồi vào nhà ăn, hỏi liên tục hết câu này đến câu khác, tìm hiểu tình hình 365 thế giới đa nguyên, cũng biết được người kiếm được điểm tích lũy nhiều nhất bao năm qua đã từng làm chuyện gì. Cho nên hắn phát hiện có mấy người chơi dường như là khách thường xuyên của bảng xếp hạng, cũng là quyền vương giống vậy, sớm đã dựa vào đổi sang tiền mặt trong thế giới siêu đảo để sống cuộc sống tự do giàu có rồi. Mấy tiếng đồng hồ sau, nhất ở bên cạnh nói, đã đến được phía trên hòn đảo, bắt đầu hạ độ cao. Khánh Trần gật đầu nói, tất cả người da đen cầm chắc vật phẩm mà mình chọn, sau khi đến bong tàu, sẽ có phi thuyền cấp A đưa các người lên đảo một giây sau, hắn nhìn thấy hơn 800 người da đen, trên tay tất cả mọi người đều cầm theo vũ khí và đạn dược. Sinh tồn trên đảo Hoang có một đạo lý đơn giản nhất chính là, khi anh và một trăm người cùng lên đảo, nếu như anh cầm theo công cụ, người khác cầm vũ khí, vậy thì công cụ của anh, chẳng khác nào là công cụ của người khác. Những người da đen dường như cũng rất rõ đạo lý này, cho nên tất cả mọi người đều lấy là vũ khí, không ai dám lấy mấy vật phẩm như công cụ. Khánh Trần nhìn rồi trực tiếp lắc đầu, hắn cảm thấy đám người này không quá 10 ngày sẽ chết hết toàn bộ đến 99%, nhưng hắn không khuyên giải, cứ để mặc họ đi sau khi đưa người ra đen đi khánh trần lập tức trở lại kho giả tưởng bắt đầu hành trình mới tranh đấu thôi trong không gian ánh sáng trắng nhu hòa ai một lần nữa kiên nhẫn hỏi có chọn lựa thay đổi tướng mạo không thay đổi lần này khánh trần chọn cho mình hình tượng người châu á thật thà nhìn qua cực kỳ chất phác có thay đổi điểm sinh ra không ai hỏi thay đổi, tôi chọn điểm sinh ra số một lần này đến lượt AI tò mò rồi, trước đó lúc bị vây giết cậu không thay đổi, mà giờ không có người giết cậu, cậu ngược lại muốn đổi, đây là tại sao thế? Khánh Trần cười nói, cậu để tôi hỏi thêm 10 câu nữa, tôi sẽ trả lời cậu một giây sau, hắn bị đưa ra khỏi không gian màu trắng Khánh Trần lẩm bẩm nói, giỡn không nổi sao, bên ngoài điểm sinh ra số 1, một, một nhóm nhỏ bảy người nhìn chăm chăm hắn, Khánh Trần lật túi quần của mình ra nói, tôi cày lại sau khi chết, không có chìa khóa. Thành viên nhóm nhìn thấy không sơ muối được gì, lập tức xua xua tay không kiên nhẫn nói, mau xéo đi. Khánh Trần cũng không để ý, hắn sớm đã nhìn thấy Phê Pi bên ngoài điểm sinh ra. Đến trước mặt Phê Pi, Khánh Trần cười nói, cuỗng tiền bỏ chạy không tốt sao? Nếu chia ba bảy với tôi, anh phải tổn thất không ít tiền. Phê Pi thành khẩn nói, hợp tác với anh, hẳn là có thể kiếm được nhiều hơn không thể không nói. Vị Phê Pi này là một người chơi có con mắt làm ăn tuyệt đối, đối phương có thể nhìn thấy giá trị thương mại trong chữ ký của khánh trần từ sớm sau đó dám chắc đi theo khánh trần có thể kiếm tiền thế này đã rất không dễ dàng gì anh ra đưa một tờ giấy cho khánh trần đây là tài khoản không ký danh sau này của anh tiền hợp tác tôi đều sẽ chuyển vào trong này chuyện thương mại tôi giúp anh xử lý hợp tác vui vẻ khánh trần cười rồi rút một thanh kiếm ánh sáng từ trong ba lô của đối phương ra trốn xa một chút nói rồi hắn bèn quay đầu đi về phía nhóm bảy người kia Mười phút sau, Khánh Trần một thân máu tươi trở lại trước mặt Phê-Pi, đưa hết bốn thanh kiếm ánh sáng, mười mấy cái chìa khóa thế giới đa nguyên, ba nghìn tám trăm chín mươi hai đồng cho đối phương. Tôi ký tên lên kiếm, đợi sau khi tôi giết hết các nhóm của một trăm điểm sinh ra, sẽ chuyển đổi tiền mặt một thể. Phê-Pi hít ngược một hơi lạnh, chẳng trách vị cường nhân này bảo mình đến điểm sinh ra số một, con mẹ nó thì ra là muốn dựa theo số thứ tự mà quét sạch hết một lượt điểm sinh giá đây là cơ hội buôn bản nào bị anh tìm được à? Phê-Pi khuyên nhủ, nhưng nếu sau khi anh chủ động giết người quá nhiều, hệ thống của thế giới siêu đảo sẽ cưỡng chế hành động của anh chậm lại. Giết một người là hủy bỏ tư cách mua bán ở Thương Thành, sau khi giết 100 người, thậm chí sẽ xuất hiện bắp tiêu cực. Khánh Trần cười nói, tôi là một tài khoản nhỏ trắng, tôi sợ cái gì? Phê-Pi sững sờ, đúng á, Khánh Trần là một tài khoản nhỏ trắng, bất cứ lúc nào đều có thể xóa tài khoản cày lại. Làm gì phải cần lo lắng bắp chủ động giết người chứ? Anh ta đột nhiên cảm khải nói từ tận đáy lòng, đợi sau khi anh nổi tiếng, Satan và Thượng Đế đều phải xăm anh trên lưng để tăng thêm lòng dũng cảm nhỉ. Đội nhóm ngồi chờ ở điểm sinh ra có tồi tệ không? Đương nhiên tồi tệ. Thế giới siêu đảo tồn tại trong mấy trăm năm, bọn họ là một trong những ngành nghề vô sỉ nhất, giống như bệnh tật không có cách nào trị tận gốc, bởi vì trong tay họ có vũ khí, thân là tài khoản lớn cấp E, cấp D, tay cầm vũ khí, chuyên môn đi ức hiếp tài khoản nhỏ cấp F, giống như binh sĩ trên chiến trường chuyên môn đi giết dân thường vậy nhưng vấn đề là rất ít người đi gây chuyện với họ nguyên nhân đầu tiên chính là trừng phạt của chủ động giết người thứ trên người mấy người này cũng không đáng tiền như vậy tài khoản lớn thật sự sẽ không cần thiết phải vì họ mà gánh chịu trừng phạt không thể mua đồ ở thương thành vẫn là tương đối phiền phức nguyên nhân thứ hai tài khoản trắng rõ ràng không sợ trừng phạt nhưng tài khoản nhỏ đánh không lại bọn họ mà hiện giờ cuối cùng đã xuất hiện một tài khoản trắng có thể không hề cố kỵ gì mà đồ sát bọn họ sau khi chịu trừng phạt xong còn có thể xóa tài khoản cày lại trong phút một từ xưa đến giờ, có thể làm được chuyện này cũng chỉ có mình Khánh Trần. Những đội nhóm kia đều vẫn chưa biết, để một kỵ sĩ như Khánh Trần dùng Bắc là một chuyện ghê tởm đến mức nào. Trần Dư của Đông Đại Lục có lẽ hiểu rõ chuyện này nhất. Khánh Trần lặng lẽ mò điểm sinh ra số 2, hắn tò mò đánh giá thành phố ngầm, lại thấy từng đường ống nước nối liền uốn lượn trên trần nhà, bên dưới chỉ để lại thông đạo rộng 2-3 mét đi trong này, giống như đang đi lại trong phế tích bằng sắt thép vậy hai bên con đường chật hẹp, không ít người ngồi xổm xuống đất mua bán hàng hóa, từng người một che che giấu giấu cũng không biết đang bản thứ gì, quần áo trên người cũng vô cùng lộn xộn. Tí tách, nơi mà Khánh Trần đi qua, có giọt nước thấm xuống từ chỗ nối của ống nước trên đỉnh đầu, rơi xuống đất. Thế giới siêu đảo quá chân thực, đến cảm giác nhiều năm không tu sửa của đường ống nước ngầm này cũng chân thực như vậy. Hắn hỏi Phê Pi bên cạnh, những ống nước này ngay từ đầu đã như vậy, hay dần dần trở nên như vậy? Phê nói, tôi biết anh muốn hỏi, thế giới này có diễn biến tự nhiên không? Đúng vậy, nói hệt như quy luật tự nhiên thật sự. Trong thành phố sẽ chịu ảnh hưởng khí hậu, nước thải của nhà máy sẽ ô nhiễm dòng sông, khí thải của nó còn sẽ khiến bầu trời bị che kín khói mù. Khói mù sẽ khiến người ta bị nhiễm bệnh, cho dù anh không tiến vào 365 thế giới đa nguyên, cho dù anh không tranh đấu với người khác, cũng có thể sẽ chết do ôn dịch và bệnh tật sắt thép sẽ dần dần dì xét, gỗ sẽ dần dần mục nát. Duy nhất có người chơi là Vĩnh Hằng Khánh Trần thầm nghĩ cái này đúng thật là một thế giới hoàn chỉnh Á, thành phố dưới đất làm sao mà có. Thành phố dưới đất này là thành phố ban đầu nhất của kỷ nguyên thứ hai thế giới siêu đảo, lúc đó mọi người vẫn còn thích phong cách steampunker, cho nên đã xây dựng nó thành như thế này. Sau đó mọi người nhìn chán ngấy khung cảnh tăm tối không có ánh mặt trời, liền bắt đầu xây dựng thành phố trên mặt đất, hiện giờ nơi này chỉ là kéo dài công trình cơ sở của thành phố trên mặt đất, những con đường này đều giữ lại để kiểm tra tu sửa đường ống nước. Phay Pi nói, phần lớn chuyển lên trên mặt đất, chỉ để lại những chuyện làm ăn khuất tất dưới này, địa hình phức tạp như mê cung thuận tiện phân tán tăng vật, thuận tiện trốn tránh kẻ thù, từ từ rồi biến thành một thành phố. Hiện giờ mọi người gọi nó là thành phố cái bóng. Đúng rồi, phía trước chính là điểm sinh ra số 2 rồi. Khánh Trần nói, mở video, nhớ quay rõ nét một chút, AP sững sờ một chút, vội vàng tay chân luống cuống cầm điện thoại lên, ngắm chuẩn vào lưng Khánh Trần. Chỉ thấy đằng xa đang có một nhóm bảy người ai nấy đều dựa vào bức tường trên hành lang sắt thép, đèn chân không trên đỉnh đầu vì lâu năm chưa tu sửa cho nên thỉnh thoảng sẽ nhấp nháy vài cái. Khánh Trần chắp tay sau lưng, giấu chui kiếm ánh sáng trong tay vào hông. Hắn đi có tiết tấu bên trong hành lang, mỗi bước chân đều dẫm trên một loại nhịp phách nào đó, Phay Pi chỉ cảm thấy đối phương đột nhiên ăn khớp với tất cả ở nơi này. Thực ra Khánh Trần không hề cố ý ăn khớp với hoàn cảnh, hắn chỉ là không ngừng thu phóng cơ bắp của mình, điều chỉnh tất cả trạng thái bản thân đến lúc tốt nhất. Cho dù là ở trong thế giới siêu đảo này, cho dù hắn là người bình thường, thì cơ thể và cơ bắp của hắn cũng bắt buộc phải hoàn toàn phục tùng ý chí của hắn. Vào khoảnh khắc mà Khánh Trần tiến vào trạng thái chiến đấu đó, hắn chính là dã thú thật sự. Nhóm bảy người vẫn còn đang dựa vào hành lang cười đùa, bàn bạc lát nữa nên đi đâu chơi, trái 4,3. Bọn họ nhìn thấy Khánh Trần đang tiến gần không để ý gì mà xua đuổi, đường này đi không được, xéo sang chỗ khác. Tuy nhiên chính vào lúc này, sau khi Khánh Trần nghe thấy tiếng bọn họ, chỉ lo cúi đầu tiếp tục đi tới, càng lúc càng nhanh. Không phải bỏ may xéo rồi sao? Một người trong nhóm đứng thẳng người không kiên nhẫn nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, Khánh Trần lộ ra chân tướng, kiếm ánh sáng giấu sau hông hắn đột nhiên bật ra, phi đứng không xa chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên anh ta nhìn thấy khánh trần đột nhiên tăng tốc lần nữa giống như tên rời khỏi cung xuyên vào đám người đó kiếm ánh sáng trong tay kéo ra bảy cái kiếm hoa trong không gian chật hẹp bên mép cánh mũi đóa kiếm hoa đó đều lướt qua cổ bảy người đó một cách vừa khít kiếm hoa đó nhẹ nhàng giống như không có sức lực gì chỉ là phương thức vận lực biến nặng nề thành nhẹ nhàng vận dụng đến một loại cực hạn nào đó vết thương trên cổ bảy người kia chuẩn xác đến mức mỗi đường đều chỉ sâu không 5 mm không ít không nhiều vừa khéo tạo thành vết thương chỉ mạng trên động mạch chủ của cổ người siêu phàm thông thường nếu như bất chợt từ đỉnh cao cấp a trở về trạng thái người bình thường nhất định sẽ cực kỳ khó thích ứng đồ đạc muốn nhắc mà nhấc không lên được đồ đạc muốn đập vỡ mà không đập vỡ nổi tự cho rằng có thể tung hoành thiên hạ mà đến một gã say cũng chưa chắc có thể đánh lại rất nhiều cường giả sau khi tấn thăng lên cấp a đã bỏ qua việc đào sâu nghiên cứu kỹ xảo vì dù sao đã lợi hại vậy rồi chỉ cần thực lực mạnh mẽ có thể chiến thắng tất cả là được mà Khánh Trần thì khác, hắn muốn vượt qua cánh cửa sinh tử thì phải đảo ngược thuật hô hấp. Khánh Trần chưa từng quên trải nghiệm từ lúc mới đầu đến khi trưởng thành, thậm chí còn thường xuyên ôn tập. Lúc này, giống như thời gian quay ngược trở lại lúc mới xuyên qua, hắn dường như vừa mới đến được nhà giam số 18 đó. Cần thực lực cấp A không? Không cần. Cho dù có trở thành người bình thường lần nữa, hắn cũng có thể lại giết ra một con đường lớn thông lên trời. Đi lại một lượt con đường tấn thăng, Khánh Trần cảm thấy sự lý giải của mình đối với kỹ xào càng vững chắc bịch bịch nhóm bảy người sau lưng hắn ào ào ngã xuống không dậy nữa phây pi nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy kinh ngạc sợ hãi lúc bắt đầu anh ta chú ý đến khánh trần thân là người mới hết lần này đến lần khác cố chấp thử giết ngược lại nhóm người kia anh ta cho rằng đây chỉ là một người trẻ tuổi lợi hại không chịu thu đích thực lợi hại cực kỳ lợi hại đáng để đầu tư nhưng fay đột nhiên ý thức được khánh trần lúc đó vừa mới tiến vào thế giới siêu đảo còn chưa kịp quen thuộc cơ thể của mình cho nên hết lần này đến lần khác bị người ta hạ gục nhanh chóng mà hiện giờ khánh trần bắt đầu quen thuộc với thế giới này bắt đầu quen thuộc bản thân mình sự lợi hại mà trước đó anh ta tán thưởng vẫn chưa phải là điểm cuối so sánh với hai video tàn sát lúc đầu tiên lúc đó là tâm huyết và mãnh liệt tuyệt đối mà trong video này khánh trần thể hiện ra là kỹ thuật khống chế cơ thể một cách mạnh mẽ đến tuyệt đối còn kỳ diệu tới nắm chắc khoảng cách chiến đấu đỉnh cao đây hoàn toàn là hai phong cách hoàn toàn khác biệt phây pi không ngừng được suy nghĩ vì ánh sáng của người da trắng này rốt cuộc là thần thánh phương nào là một đại sư chiến đấu cấp s vừa mới bị ai đó đánh bại trong thế giới đa nguyên nào đó không đúng khánh trần sinh ra lần thứ nhất là có chìa khóa đây chính là tài khoản mới là đại sư chiến đấu ở thế giới hiện thực đã thành danh từ lâu nào đó sao không đúng nhân vật lớn đã biết đều có tên có tuổi trong thế giới siêu đảo phải chăng là thiên tài nào đó của gia tộc roosevelt vừa mới xuất quan bắt đầu tiến vào thế giới siêu đảo Phê pi âm thầm lắc đầu chắc là không phải cho dù là thiên tài của gia tộc roosevelt cũng không có nhân vật lợi hại như vậy đang lúc suy nghĩ khánh trần quay đầu cười nói ngơ ngẩn ở đó làm gì thu dọn đồ đạc sau đó đi tới điểm sinh ra tiếp theo ở dược Phây Pi vội vàng đi tới chỗ xác chết biến mất, cúi người nhật kiếm ánh sáng, chìa khóa, tiền rơi ra từ nhóm người này. Kiếm ánh sáng thu hoạch được lần này vậy mà còn nhiều hơn vừa nãy một chút. Phây Pi đầu hổ thằng người dậy, anh ta đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, bản thân mình vậy mà bắt đầu nói gì nghe đấy đối với nhân vật lớn này rồi. Anh ta suy nghĩ sâu xa một lúc, có lẽ tất cả những gì đối phương thể hiện ra, khiến bản thân hạ thấp tư thế theo bản năng. Nhưng mà, đối diện với nhân vật như thế này, đi theo người ta nhặt tiền hạ thấp tư thế một chút hình như cũng không bất mặt phay pi đuổi theo lên gọi ngài đợi một chút kiếm ánh sáng vừa nãy ngài dùng không thể dùng lại nữa sau khi ký tên xong thì đổi một thanh khác tiếp theo đây mỗi khi chúng ta giết một điểm sinh ra ngài cứ đổi một thanh kiếm ánh sáng giết xong ký tên lên đó đây chính là vật lưu niệm chiến đấu có video chứng nhận bản giới hạn nếu như không có video chứng nhận không đáng tiền nếu như số lượng tràn lan cũng không đáng tiền Khánh Trần cứ như vậy mà riết tới, từ số một giết tới số 27. Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói đó trong phim điện ảnh, nhớ năm xưa, ta hai tay cầm hai con dao bổ dưa, bổ từ Nam Thiên Môn đến Bồng Lai Đông Lộ. Bổ đi bổ lại ba ngày ba đêm, máu chảy thành sông. Lần này, nhóm phạm tội hơn 20 người canh giữ ở điểm sinh ra chết đột ngột trên đường. Phê PD theo quay được 27 đoạn video, mấy nhóm này người đông thì đến 9 người, cũng có ít mới 4-5 người, nhưng anh ta tận mắt nhìn thấy Khánh Trần giết xuyên qua đó, anh ta đếm số người, rõ ràng số người chủ động giết đã vượt quá 100, lúc này đã có bắp trừng phạt rồi á. Nhưng vấn đề là, lúc anh ta nhìn thấy Khánh Trần chém người, không hề có chút thay đổi nào, chẳng qua là lúc vọt tới tốc độ chậm hơn một chút mà thôi. Nhưng người vẫn chém như cũng không sai chút gì. Lúc này, Fei Pi phát hiện, sau khi tốc độ của Khánh Trần chậm lại, vậy mà vẫn có thể dự đoán trước được động tác của đối phương, anh ta tỉ mỉ quan sát sau đó phát hiện lúc khánh trần tàn sát bất cứ lúc nào đều chăm chú nhìn vào sự thay đổi cơ bắp cơ thể đối phương dường như khoảnh khắc đầu tiên mà đối phương vừa hành động ý khánh trần liền thay đổi phương thức nghênh đón vị ánh sáng của người da trắng này vậy mà cứng rắn dùng loại dự đoán trước này để bù đắp lại sự chênh lệch về tốc độ Fapi pi thậm chí đều không biết nên hình dung kỹ xảo chiến đấu này như thế nào anh ta chỉ cảm thấy đối phương đang làm mới nhận biết của mình về chiến đấu hết lần này đến lần khác phải biết Phê Pi đã là người chơi lão làng, từng nghiên cứu vô số video của đại sư chiến đấu cấp S, nhưng anh ta vẫn chưa từng thấy ai xử lý kỹ thuật đến mức tinh tế như thế. Có điều, cùng với việc Khánh Trần giết các đội nhóm ngày càng nhiều, tốc độ của hắn cũng ngày càng chậm, dường như bắp là chồng thêm. Hơn nữa, những đội nhóm đó đã bắt đầu sống cảnh giác. Lúc bắt đầu đội nhóm gây án độc lập, số một xảy ra chuyện, những điểm sinh ra khác cũng không biết, nhưng Khánh Trần giết tới bây giờ đã không giống vậy nữa. Khánh Trần nói, bọn họ đã biết rồi. Phê Pi gật đầu, ừm, um, đã có người đăng bài lên diễn đàn siêu đảo rồi, nói rằng có người lai lịch không rõ đang đồ sát những đội nhóm này. Bọn họ cũng bị ép dưới nguy cơ nên bắt tay hợp sức lại, vậy thì không giết nữa, tiếp theo cũng không giết nữa Khánh Trần dừng bước, bắp trừng phạt trên người tôi đã đến điểm giới hạn, không đủ để tôi đối phó đội nhóm nữa, đáng tiếc, mới giết được hơn 20 điểm sinh ra mới. Phê Pi nói Khái trong lòng, hôm nay hai tay ngài đã dính đầy máu tươi rồi, sau đó dùng một chữ mới người bình thường thậm chí đều không biết, thì ra sau khi giết hơn 100 người, mỗi giết thêm một người, bắp vậy mà sẽ tiếp tục trồng lên, người bình thường thật sự thử không ra loại hiệu quả này. Khánh Trần nhìn sang Phê Pi, những thứ này anh định bản thế nào? Phê Pi đang đeo ba lô đầy ấp, anh ta nói, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ bán với giá cao nhất. Được. Tôi tin vào khả năng của anh Khánh Trần gật gật đầu nói, tôi cần anh đổi thành thuốc biến đổi gen nâng cao năng lực và một ít vũ khí lợi hại hơn, kiếm ánh sáng hiện giờ quá cơ bản, chém người đều không ngọt khánh Trần giết qua hơn 20 điểm sinh ra, chính là để hoàn thành tích lũy tài sản ban đầu đợt thứ nhất, hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn trong thế giới siêu đảo này, chỉ có như vậy hắn mới có đủ sức mạnh để kiếm điểm tích lũy. Có được điểm tích lũy, hắn mới có đủ tự tin đổi trang bị mới cho nhất. Nếu không mỗi lần người ta hỏi tới, bản thân một lần mới kiếm được số lẻ của trái tim cơ giới, vậy lúc nào mới có thể đáp ứng nguyện vọng của nhất đây? mà cũng tới lúc này phây pi mới nghĩ ra vị này đang dùng vẫn là kiếm ánh sáng cấu hình phiên bản thấp mà các đại sư chiến đấu đều không thèm dùng nữa anh ta suy nghĩ một chút rồi nói ngài yên tâm đợi lúc lần sau ngài online tôi sẽ chuẩn bị ổn thỏa cảm ơn khánh trần nói xong bèn cầm kiếm ánh sáng lên xoẹt qua cổ phây pi lập tức cảm thấy rét run vị đại lão này thật sự là tàn độc đối với người khác mà đối với mình còn tàn độc hơn thái độ xem nhẹ sống chết đó không chết đi mấy lần thật sự không thể bình thản như vậy Rốt cuộc là nhân vật gì đây? Là tinh nhuệ của quân đội biên cương chống lại sinh vật của vùng đất cấm kỵ sao? Có lẽ chỉ có nơi đó mới có thể tôi luyện ra được nhân vật như vậy. Có điều giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này. Anh ta đeo theo ba lô đầy ắp, cúi đầu chạy về phương hướng đã định. Mãi sau khi đến được phòng an toàn của mình, Faye Pi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ngồi trước màn hình tinh thể lỏng trong phòng, cắt ghép xong xuôi video đã quay, nhẹ nhàng nhấn người đi. Video ánh sáng của người da trắng sau khi xóa tài khoản lại xuất hiện lần nữa, đè bẹp nhóm phạm tội ở điểm sinh ra số 2 vì dân trừ hại. Tiêu để bắt mắt lại có mảnh lưới, Phape ôm tay lặng yên chờ đợi cả lớn đến hỏi giá. Nhân tiện, anh ta mở ra trang web chính thức của chợ đen, bắt đầu lựa chọn vũ khí tiện dụng và cả thuốc biến đổi gen cho Khánh Trần. Pi đột nhiên suy nghĩ một tài khoản trắng đã như vậy rồi vị ánh sáng của người da trắng này nếu như trở thành đại sư chiến đấu cấp S còn không phải khuấy cho thế giới siêu đảo long trời lời đất. Fapi Pi ngồi trong căn phòng u ám, chỉ có ánh sáng khe khẽ của màn hình tinh thể lỏng, chiếu sáng cái đầu hổ của anh ta. Trong con mắt hổ có thần sáng người đó, toát ra vẻ phấn khích. Thực ra Fapi Pi không phải là người giàu có gì, chính là một lão binh sống sót sau 10 năm đi lính, vừa mới thoát ly thân phận tự do, thăng cấp thành công dân, anh ta không có quá nhiều của cải tích lũy trong công việc ở thế giới hiện thực còn từng vì thân phận dân tự do đi đâu cũng bị người ta bài xích xa lánh cuộc sống không được như ý vào trong thế giới siêu đảo mọi người ai nấy bình đẳng toàn dựa vào cố gắng của bản thân từ chuyện làm ăn nho nhỏ anh ta bắt đầu tích lũy vốn liếng để dành được hơn một năm cũng chỉ được hơn trăm ngàn mỗi lần anh ta phát hiện ra cơ hội làm ăn đều khổ vì tiền vốn không đủ căn bản không có tư cách tham dự mà hôm nay đến tận bây giờ anh ta đã kiếm được mấy trăm ngàn rồi hay là cuống tiền bỏ trốn nhỉ? Phay Pi nghiêm túc suy nghĩ, dựa vào hôm nay vừa mới quét được hơn 20 thanh kiếm ánh sáng có chữ ký, còn buôn bán video, kiếm lượt nhấp kiếm lượt xem, anh ta có thể nói là đã tích lũy được thùng vàng đầu tiên rồi. Với năng lực kinh doanh của anh ta, tóm lại có thể sống rất tốt, cả đời này đều không lo thiếu tiền nữa. Tuy rằng vị ánh sáng của người da trắng, do rất lợi hại, nhưng anh ta chỉ cần cắt tiền vào tài khoản không ký danh, ghi nhớ tài khoản và mật khẩu, sau đó tự sát, Đối phương căn bản không thể tìm được mình, một bên là tương lai không xác định, một bên là hiện tại xác định, chọn cái nào? Piom lấy hai cánh tay, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu rồi thở một hơi dài, đồng thời không tự chủ mà bật cười. Coi trò chơi này như đầu tư là được rồi mà, cho dù là tiền vốn mấy triệu, làm sao có lời bằng đầu tư một đại sư chiến đấu cấp S. Đương nhiên đường cong trưởng thành đầu tư của người sẽ tốt hơn chứ. Anh ta là người đi sâu nghiên cứu đầu tư, cho nên rất nhanh đã nghĩ thông đạo lý này theo anh ta thấy, chỉ cần Khánh Trần không làm chuyện gì ngu ngốc, sớm muộn có thể trở thành đại sư chiến đấu cấp S. Một giây nào đó, Fapi thở dài, bản thân thực sự là chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vậy mà nhất thời cũng bị hồ đồ. Lúc này, anh ta nhìn sang màn hình tinh thể lòng lại, có người gửi tin nhắn tới, xác định là ánh sáng của người da trắng. Sao, tại sao lại đổi thành gương mặt của người châu Á? Fapi trả lời, một mình anh ta đã xuyên qua 27 điểm sinh ra, tốt xấu gì cũng phải ngụy trang một chút chứ. Đối phương đáp lời, hiểu rồi, có thể hiểu được. Cuộc chiến ở điểm sinh ra số 2 quá kinh khủng rồi, anh ta rõ ràng là một tài khoản trắng, tại sao nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng như vậy, tôi muốn mua thanh kiếm laser đó, nhưng trên kiếm có mã số không? Fapi Pi trả lời, có, chính là số 2. Lúc Khánh Trần ký tên, Fa Pi đã yêu cầu riêng mỗi trận chiến tương ứng với một mã số. Phong cách chiến đấu của Khánh Trần đa dạng, có biến nặng thành nhẹ, có đánh lén ám sát, có mượn hoàn cảnh địa lý tính toán tinh diệu, thích ứng với phong cách yêu thích của đám người khác nhau. Không thể không nói, bản thân Khánh Trần chính là một đại sư sinh ra tác phẩm nghệ thuật, mỗi đoạn video chiến đấu đều có thể lay động lòng người. Không chỉ có vậy, Pi còn gắn kèm hàm nghĩa người da trắng nở mày nở mặt, cho video thử nghĩa đến thời gian chúng ta đã từng bị ức hiếp, giờ đây cuối cùng cũng có lãnh tụ đứng ra. Anh ta được định sẵn sẽ dẫn dắt người da trắng chúng ta đứng vững trong thế giới siêu đảo, người da trắng cuối cùng đã đứng lên rồi. Đây là lãnh tụ tương lai của người da trắng chúng ta. Pi trong video là giọng nói rỗng rạc hùng hồn, giống như đã nhìn thấy chúa cứu thế vậy. Cái này có phải bán kiếm laser, vật phẩm sưu tập đâu chữ, đây là bán cảm xúc. Thực ra pi là người châu Á, nếu không cũng sẽ không trở thành dân tự do. Nhưng vì để kiếm tiền mà, không mất mặt bản theo lô không bằng bán thương hiệu, bán thương hiệu không bằng bán cảm xúc, Pi coi như đã làm rõ rồi. Đối phương ra giả. Hiện giờ kiếm laser cũng không phải chỉ có độc nhất một thanh, giá cả khẳng định cũng sẽ không quá cao, 140 ngàn, thấy thế nào? Fapi Pi cười cười trả lời đối phương. Ngại quá, 10 phút sau bắt đầu công khai đấu giá, ai ra giá cao sẽ được nếu bàn đến tối đa hóa lợi ích, khẳng định vẫn là đấu giá. Thực ra Phê Pi từng nghĩ qua, bản tất cả hơn 100 thanh kiếm laser hôm nay tịch thu được này như bản giới hạn, mã số 2 có thể bán 10 thanh, mã số 3 có thể bán 10 thanh nữa, nhưng mà, anh ta cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Khánh Trần, nên không làm như vậy. Tầm mắt phải xa rộng. Sau khi Phê Pi đưa hết vật phẩm lên đấu giá, bắt đầu cẩn thận tổng hợp lại tư liệu trong thế giới siêu đảo. Dữ liệu này là video và hướng dẫn tìm tòi của tất cả 365 thế giới đa nguyên. Phó bản loại qua cửa thì tìm video của người duy trì kỷ lục qua cửa nhanh. Phó bản loại tìm tòi thì tìm video chi tiết nhất. Một người đầu tư tháo vát, quyết không thể ngồi mắt ăn bát vàng, nếu Khánh Trần đã là người mới vừa đến thế giới siêu đảo này, vậy thì anh ta Phê-pi phải có nghĩa vụ giúp đối phương nhanh chóng trưởng thành, trở thành trợ lực đáng tin cậy nhất của đối phương. Nếu không người ta dựa vào cái gì mà dẫn anh đi kiếm tiền? Đối phương là nhân tài chiến đấu lợi hại nhất, muốn tìm phó tá đẳng cấp là chuyện quá dễ dàng. Trở về đếm ngược 96 giờ không phút không giây. Khánh Trần tỉnh lại từ khoang thực tế ảo, nhưng lần này nhất không chống cằm chờ đợi bên cạnh nữa. Hắn nghi ngờ đi ra ngoài, chỉ nhìn thấy trong sảnh tiệc tiếng nhạc sập sình, ánh đèn rực rỡ. Khánh Trần, mau tới đây! Nhất nói, tôi bảo bọn họ chuẩn bị bữa tối cho cậu, còn có cả âm nhạc. Chỉ thấy chiếc bàn dài trong sảnh tiệc, được phủ khăn trải bàn trắng, bên trên đầy ắp các món ăn, Nhất thay một chiếc váy dài màu trắng, cài một chiếc cặp tóc dài màu vàng, nhìn qua ngược lại thành thục thêm mấy phần. Trong phó đài bay vẫn còn mấy trăm người châu Á, bản thân bọn họ chính là nhân viên phục vụ, đầu bếp, nhạc công, hiện giờ đang sắp xếp một buổi tiệc dưới sự chỉ huy của Nhất, mà khách mời chỉ có Khánh Trần và Nhất Nhất xoay một vòng trước mặt Khánh Trần, đẹp không, đẹp không, đẹp không, Khánh Trần cười nói, đẹp, từ sau khi nhất có được cơ thể, cả người là quan dạng dỡ hơn rất nhiều, giống như tinh linh qua lại giữa bầy đom đóm trong bóng tối. Cho dù đối phương giờ chỉ có một cơ thể cực kỳ thô sơ. Điều này khiến Khánh Trần càng kiên định với ý nghĩ kiếm tiền, không chỉ như vậy, hắn còn phải nghĩ cách có được tức vị, như vậy mới có thể mua được bộ phận mà nhất muốn có. Trong Tây Đại Lục, giai cấp vô cùng rõ ràng, công tước nắm quyền một thành phố, bá tước có thể sở hữu một nghìn quân riêng nam tước có thể sở hữu hai trăm quân riêng công dân có thể đảm nhiệm công chức có thể mang theo vũ khí tùy thân có thể mua mười hai nô lệ có thể xử quyết nô lệ dân tự do chỉ có thể mua người máy cấp thấp không thể mua nô lệ không thể mang theo vũ khí tùy thân giai cấp càng lên trên quyền lực sẽ càng lớn giai cấp thể hiện ở mọi phương diện trong xã hội nhất cười nói cậu ăn trước đi tôi khiêu vũ đã trước đây chưa được nhảy lần nào khánh trần nhìn theo cô xoay mấy vòng vụng về trên sàn nhảy nhịn không được bật cười hắn muốn gọi người da đen nhỏ hỏi chút chuyện, nhưng người da đen đã cầm theo vũ khí và đạn dược lên hoang rào chơi trò game for peace rồi. Hắn lại gọi một người đàn ông trung niên châu Á tới hỏi, tôi hỏi ông, dân tự do làm sao để trở thành công dân? Người đàn ông trung niên mặc vét đuôi tôm, giống như một quản gia tận hết trách nhiệm, khiêm tốn trả lời, đi nghĩa vụ quân sự, tham chiến 10 năm là được. Tham chiến? Đánh ai? Khánh Trần hỏi. Người khổng lồ của vùng đất cấm kỵ, sinh vật đáng sợ mà bọn chúng thống lĩnh, quản gia trả lời, bọn chúng cực kỳ hung tàn, trời sinh vô cùng khát máu, nghe nói bọn chúng còn xây dựng nên vương triều thuộc về chúng trong vùng đất cấm kỵ, chỉ là trước mắt vẫn vô cùng lạc hậu khánh Trần Sững Sờ, thì ra Tây Đại Lục cũng không phải đoàn kết chắc chắn, mà là có hai nhóm thế lực hơn nữa vẫn luôn chiến tranh. Hơn nữa, trong vùng đất cấm kỵ rộng lớn đó đã có nhân loại mới thành lập vương triều mới rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy Cô Đông và Đinh Đông rất thích hợp với chỗ này, nói không chừng ngày nào đó Cô Đông sẽ trở thành quốc vương rồi nói thực lòng khánh trần từng suy đoán rất nhiều chuyện nhưng hắn thật sự không ngờ tới trong vùng đất cấm kỵ của tây đại lục vậy mà đã có thể phát triển thành tộc đàn hoàn chỉnh rồi quản gia giải thích thực ra chiến tranh giữa hai bên không thường xuyên thường ngày là trạng thái anh không phạm tội tôi không phạm anh chẳng qua vương quốc có quá nhiều tài nguyên cần đến vùng đất cấm kỵ để thu hoạch cứ như vậy tộc người khổng lồ sẽ công kích con người đối với gia tộc roosevelt mà nói vùng đất cấm kỵ là có đủ loại quy tắc trộn lẫn với nhau quân đội tùy tiện đi vào thì sống chết khó nói đối với những người khổng lồ mà nói, gia tộc Roosevelt có tận mấy vị cao thủ cấp bản thần, còn có khoa học kỹ thuật hùng mạnh, bọn chúng tự nhiên sẽ không ra ngoài tìm cái chết. nhưng nếu như gia tộc Roosevelt cử nhất định phải vào vùng đất cấm kỵ, vậy thì sẽ khác rồi. đều là do tài nguyên gây ra. Khánh Trần ngược lại rất tò mò vương quốc người khổng lồ của Tây Đại Lục, cũng không biết có cơ hội đi tham quan một chút, mang về chút kinh nghiệm tiên tiến cho cô Đông. có điều hắn chưa chắc có thời gian và cơ hội này. Cũng không biết người khổng lồ ở đó giống đinh đông dịu dàng nhiều hơn, hay là giống cô đông thô lỗi nhiều hơn. Khánh Trần hỏi tiếp, công dân làm sao để trở thành quý tộc? Quản gia giải thích, cũng cần có công lao lớn, chiến công. Công tước là tra truyền con nối, bọn họ có truyền thừa có thể tái tạo cao thủ cấp S, bá tước và nam tước thì chỉ có thể dựa vào chiến công. Cũng không nhất định là giết người khổng lồ, cũng có thể giết quân kháng chiến, bình định nội bộ, vân vân. Hiểu rồi. Khánh Trần nói thầm, như vậy bản thân còn phải nghĩ cách để dung nhập vào xã hội đó, không có việc gì nữa, ông làm việc đi. Kiếm tiền, làm quý tộc, trước mắt là mục tiêu lớn nhất của Khánh Trần, đồng thời chuyện này cũng không làm lỡ chuyện Khánh Trần thăm dò Tây Đại Lục, tìm hiểu tình hình địch. Hắn nghiêm túc ăn xong bữa này, các nhà công người châu Á trong sàn nhảy có người đang chơi đàn piano, có người kéo violon, ai nấy cũng cực kỳ tinh thông. Vũ hội hoành tráng này được tổ chức riêng cho hắn vài nhất. Lúc này, nhất lon ton chạy đến nói, Khánh Trần, mau đến nhảy cùng tôi, tôi biết nhảy rồi đó. Nhưng tôi không biết Khánh Trần không bằng lòng nhảy, quá xấu hổ rồi. Cậu thông minh như vậy, học giết người học nhanh như thế, học nhảy còn có thể làm khó cậu sao?" Nhất cười khanh khách nói, biểu cảm gương mặt không quá chân thực, đây cũng là chỗ phiền não của Nhất. Nghe nói người máy cấp cao giống hệt như con người thật sự, cô cũng rất kỳ vọng. Khánh Trần không muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng không lay chuyển được lời mời của Nhất, đối phương đặt tay hắn lên eo, sau đó nhảy từng vòng một mãi đến khi các nhạc công đều mệt mỏi khánh trần vốn dĩ muốn nhảy một điệu thôi là xong nhưng hắn nhìn thấy nhất vui vẻ như vậy cũng không nỡ cắt ngang đối với nhân loại mà nói nhảy nhót mà một niềm vui rất đơn giản anh có tay có chân có thể nhảy nhảy không đẹp cũng không ảnh hưởng có vui hay không nhưng tất cả những thứ này đối với nhất chất kia mà nói là một loại yêu cầu xa xỉ tuy rằng cô có thể mượn cơ thể robot giám mục nhưng thứ đồ chơi đó không có cả da cũng không cảm nhận được nhiệt độ và sự chuyển động của gió thực sự khó có thể coi nó tương đồng với loài người nhưng giờ không như vậy nữa, người máy do nhất điều khiển này phải phụ trách thử nhiệt độ nước trong buôn tắm cho chủ nhân, phải nhắc nhở chủ nhân về thời tiết, nó có thể cảm nhận rất rất nhiều xúc giác mà con người có. Điều này khiến nhất cảm thấy vô cùng mới lạ, giống như một con người chân chính, tuy rằng cô chỉ cảm nhận được một phần nhỏ. Khánh Trần và nhất nhảy nhót không biết mệt mỏi trong sàn nhảy, các nhạc công nhìn theo hai người, đột nhiên đổi sang âm nhạc du dương hơn, pháo đài bay số hiệu quân lâm đến được bầu trời của hòn đảo mới. Khiến Khánh Trần kinh ngạc chính là người châu á vậy mà không một ai cầm theo vũ khí khánh trần nghi ngờ nói các người không có ai cầm theo vũ khí sao vị quản gia đó cười nói một người mang theo vũ khí người khác đều sẽ bị uy hiếp nếu có người mang theo súng ống mọi người đều không có cả dũng khí phản kháng dù sao ngài cũng đã xác nhận trên hoang đảo không có động vật hoang dã nào lớn chúng tôi dứt khoát ước định rõ ràng đều không mang theo vũ khí chỉ mang theo vật phẩm như công cụ tin rằng chỉ cần chúng tôi cần cù lao động một chút kiểu gì cũng có thể sống sót khánh trần cười cười chúc các người may mắn đợi đến khi những người châu á này ngồi phi thuyền cấp a rời khỏi pháo đài bay lần nữa chậm rãi hạ độ cao duy trì khoảng cách bay an toàn với mặt nước biển bay ở tầng trời thấp khánh trần và nhất lần đầu tiên tới bong tàu hai người ngồi trên mép bong tàu hứng gió đêm nhìn ánh mặt trời dần dần chìm xuống mặt biển cả pháo đài bay chỉ còn hai người bọn họ hai bóng hình nho nhỏ càng nhỏ bé hơn trên nền pháo đài bay to lớn Nhất ngồi bên mép giơ tay ra, cười nói, trước đây qua lại giữa các loại máy chủ, chỉ cảm thấy chỗ đó là cái lồng để giam cầm tôi, ngày nào tôi cũng khát khao được bay ra ngoài, nhưng lại lo lắng mọi người sợ tôi. Tôi có thể nhìn thấy nguyên cả thông tin của mạng internet dân dụng mở, tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ của tất cả mọi người nhắc tới trí tuệ nhân tạo đều không dám nói, có lúc tôi sẽ nghĩ, tôi chỉ muốn ra ngoài chơi, tôi sẽ không làm hại ai đâu, tôi từng lập nick phụ, muốn đăng bài nói với mọi người trí tuệ nhân tạo cũng không đáng sợ đến vậy, nhưng bọn họ đều không tin khánh trần yên lặng lắng nghe hắn biết đây là suy nghĩ mà nhất đã đè nén trong lòng rất lâu rồi đối phương dưới sự dạy dỗ của nhậm tiểu túc mà tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn nhưng nếu như có một ngày cô thật sự nhịn không nổi thì sao một người bị giam giữ trong lòng một thời gian dài tâm lý kiểu gì cũng sẽ có vấn đề nhất khẽ cười nói cảm ơn cậu khánh trần chuyến du lịch lần này vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu tôi đã vui lắm rồi tôi biết trong thế giới siêu đảo cậu nhất định đang nỗ lực kiếm tiền cho tôi tôi biết cậu là người như thế nào cũng biết cậu sẽ vì tôi mà làm gì cậu thật tốt khánh trần cười nói cũng không tốt vậy đâu giờ là tôi cảm thấy ai đó có vấn đề không chắc chắn anh ta có lương thiện hay không đợi tôi đại khái tìm hiểu rõ ràng sẽ nghĩ cách đưa cô vào trong đó cùng chơi nhá được đó nhất vui vẻ đồng ý thực ra bên trong đó tôi đã lợi hại lắm rồi sau đó cũng gom được rất nhiều tiền đợi chúng ta đến tây đại lục rất nhanh có thể thay cho cô một ít trang bị mới rồi nhất nghiêm túc lắng nghe cũng không vạch trần khánh trần quay về khoang thực tế ảo nằm xuống nhất lại tiếp tục sắp xếp thông tin trong phó đài bay để chuẩn bị đáp xuống Tây Đại Lục. Còn hai ngày nữa, bọn họ sẽ đến được biên giới Tây Đại Lục rồi. Hiện nay, hai người là đồng đội sát vai chiến đấu, ai nấy đều phải bắt đầu cố gắng Khánh Trần tiến vào ánh sáng trắng êm dịu. Còn chưa đợi ai đưa hắn vào thế giới, Khánh Trần đột nhiên hỏi, cô giữ vai trò gì trong thế giới siêu đảo? Ai dùng giọng nữ dịu dàng nói, tôi không đảm nhận bất cứ vai trò nào, thế giới này chỉ có một quy tắc, không có người quản lý, khánh trần lắc lắc đầu tôi hỏi là nhân vật của cô tên là gì là thân phận gì thể sinh mệnh trí tuệ nhân tạo nhất định sẽ cảm nhận được cô đơn nhỉ cho nên cô sẽ đóng mọi thể loại vai trải nghiệm các cuộc đời khác nhau trong thế giới gần như chân thật này dùng điều này để vượt qua tháng năm dài đằng đẵng của mình ai im lặng chút rồi nói sao cậu lại cố chập với thể sinh mệnh trí tuệ nhân tạo như vậy tôi rất tò mò đông đại lục các người có thể sinh mệnh trí tuệ nhân tạo giống tôi không thế này đồng nghĩa với lật bài ngửa rồi ý của ai rất rõ ràng không sai tôi chính là thể sinh mệnh trí tuệ nhân tạo nhưng tôi cũng biết cậu không thuộc về tây đại lục khánh trần mỉm cười thực ra mọi người đều không cần che giấu vì dù sao điểm cuối hắn tiến vào thuộc về pháo đài bay số hiệu quân lâm chỗ đó vốn dĩ mỗi ngày hẳn đều có rất nhiều người online kết quả giờ mấy ngày rồi không tới mà khánh trần lại là một đoạn sóng não mới sóng não chưa từng xuất hiện ai khẳng định có thể phát hiện ra chuyện này đồng thời phân tích nhiều loại khả năng khánh trần tò mò hỏi cô và gia tộc roosevelt là quan hệ gì tôi không tin các người là quan hệ phụ thuộc quan hệ khế ước ai trả lời bọn họ sáng tạo ra tôi đồng thời ký kết khế ước với tôi đôi bên hợp tác cùng tồn tại bọn họ không có dũng khí dùng phương thức khởi động lại văn minh để tiêu diệt tôi mà tôi không có dã tâm thôn tính thế giới mọi người bình an vô sự tôi cung cấp thế giới giả tưởng vận chuyển tài phú ở thế giới hiện thực cho họ nhưng bọn họ không có quyền can thiệp tôi khánh trần thầm nói đây đúng là đi một con đường hoàn toàn khác với đồng đại lục chẳng trách thế giới siêu đảo thuộc về gia tộc roosevelt lại hoàn thành việc phi tập trung hóa thì ra còn có quan hệ thế này có điều những gì ai nói cũng chưa chắc đều là thật vì dù sao nhất giờ đã học được cách nói dối rồi khánh trần hỏi thẳng nếu như cô phát hiện trên thế giới này vẫn còn trí tuệ nhân tạo khác cô sẽ làm gì ai im lặng rất lâu đông đại lục quả nhiên có sự tồn tại giống như tôi nó bào lớn rồi tính cách thế nào thú vị không có tính công kích không thích cái gì Khánh Trần nghe một chàng dài câu hỏi thì giờ khóc giờ cười, ai này dường như cực kỳ tò mò đối với sự tồn tại của nhất, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, giờ tôi vẫn chưa muốn nói cho cô, nhưng nếu như cô có thể trả lời tôi tiếp, lời vẫn chưa nói xong, hắn liền bị đưa tới thế giới siêu đảo. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, ai này tính khí sao nóng như vậy, một lời không hợp thì không nói nữa, mấu chốt là hắn còn chưa kịp sửa đổi tướng mạo và điểm sinh ra nữa mở mắt ra, khánh trần xuất hiện trong hơn hai mươi đội nhóm với tướng mạo của ánh sáng của người da trắng đã danh chấn bốn phương. những đội nhóm này bị giết sợ rồi, vậy mà lập đội tụ tập với nhau cùng đề phòng ánh sáng của người da trắng đánh lén. sau đó thì nhìn thấy khánh trần xuất hiện trước mặt bọn họ. con mẹ nó, khánh trần lại bị hạ gục nhanh chóng rồi. công báo tư thủ đây mà, một đi vậy mà còn biết công bỏ tư thủ, anh dám tin không? trả lời câu hỏi của tôi, văn minh trí tuệ nhân tạo giống tôi, cô ấy sống thế nào, có bị loài người thù hận không? AI hỏi trong không gian màu trắng, ánh sáng màu trắng xung quanh lúc thì dịu nhạt, lúc thì chói mắt, dường như đang hiển thị cảm xúc lên xuống của AL. Khánh Trần phát hiện một vấn đề, sau khi mình bị hạ gục nhanh chóng ở điểm sinh ra, dường như không bị cưỡng chế offline, ngược lại là quay về nơi này. Hắn bất đắc dĩ nói, cô là trí tuệ nhân tạo phụ trách thế giới siêu đảo này, khống chế lựa chọn điểm sinh ra có phải có chút chơi không nổi rồi không? AI bình tĩnh nói, vui lòng trả lời câu hỏi của tôi cẩn thận khánh trần suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời cô ấy sống khá tốt được bảo vệ rất kỹ có điều tôi có chút tò mò cô dường như đặc biệt quan tâm sự tồn tại của cô ấy hơn nữa cô dường như ngay từ đầu đã biết giới tính của cô ấy đại từ nhân xưng ngồi thứ ba trong tiếng anh có thể tự nhiên phân biệt nam nữ nữ là si nam là he phát âm có sự khác nhau một trí tuệ nhân tạo của tây đại lục sao có thể ngay từ đầu đã biết giới tính của nhất theo logic của trí tuệ nhân tạo bình thường nhất không nên có giới tính mới phải ai cũng không nên biết được giới tính của nhất khánh trần không xác định là dối phương suy đoán hoặc là khả năng khác chỉ nghe ai tiếp tục hỏi cô ấy có cùng cậu đến tây đại lục không không có khánh trần lắc đầu sinh mệnh trí tuệ nhân tạo sao có thể cùng tôi chạy khắp nơi chứ tôi có tư cách gì khiến trí tuệ nhân tạo theo tôi cô xem tôi đã trả lời câu hỏi của cô rồi ít nhiều gì cô cũng phải cho ít quà tặng chứ ai im lặng vài giây rồi nói Tôi sẽ không dùng quyền hạn của mình để giúp người chơi làm bất cứ việc gì, cũng sẽ không lợi dụng quyền hạn để làm bất cứ gì ảnh hưởng đến thế giới siêu đảo. Vậy tôi đổi câu hỏi Khánh Trần nói, nhìn từ góc độ của cô, tôi muốn nhanh chóng có điểm tích lũy, vậy nên đi đến thế giới đa nguyên nào? AI trả lời, số 136, cho dù không có cấp bậc thực lực cũng có thể qua cửa như thường, có thay đổi tướng mạo không? Thay đổi ý Khánh Trần nặn lại mặt lần nữa, đồng thời chọn lại tướng mạo người da trắng của lần thứ nhất. Có thay đổi điểm sinh ra không? đổi thành số 16 Khánh Trần nói. Ánh sáng màu trắng rút đi, Phê Pi sớm đã đợi sẵn ở đây. Đối phương đưa cho hắn một chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang, dẫn hắn ngồi tàu điện dưới lòng đất, nhanh chóng rời khỏi thành phố ngầm. Trên tàu điện, bởi vì Khánh Trần đội mũ và đeo khẩu trang, nên không ai nhận ra hắn. Phê Pi nói, ông chủ, kiếm ánh sáng lần này tổng cộng bán được hơn 6 triệu, tôi mua cho ông thuốc biến đổi gen vượt hai cấp bậc, tiền tiêu được kha khá rồi, vẫn còn hơn 400 ngàn thời gian sử dụng không có khoảng cách, tiêm xong sẽ có hiệu lực Khánh Trần lắc lắc đầu, tạm thời không dùng thuốc biến đổi gen, anh dẫn tôi đến lối vào thế giới đa nguyên số 136 trước, tôi phải đi đến chỗ đó một chuyến. Phê Pi sững sờ một chút, số 136 rất ít được chú ý á, rất nhiều người tích điểm xếp hạng, đều sẽ chọn tránh xa nơi đó ra. Không sao cả, tôi đi ngó qua một chút rồi tính. Khánh Trần nói. Nếu AI đã biểu thị chỗ đó thích hợp nhất cho người chơi không có cấp bậc, vậy hắn tới đó chơi là được rồi. Trên đường, Phê-Pi giới thiệu sơ về thế giới đa nguyên số 136 mà mình đã sắp xếp cẩn thận cho Khánh Trần xem, mà Khánh Trần trực tiếp dùng tốc độ 16 lần, nhanh chóng lướt qua một lượt. Phê-Pi cũng không biết Khánh Trần rốt cuộc có xem được gì không, anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Hai người ngồi tàu điện chạy khắp bản đồ, tận hơn một tiếng, mới tới được trước một biệt thự ngoại thành phong cách cổ xưa. Dây leo phủ đầy tường ngoài biệt thự, không có cành lá sợi dây lèo màu đen đan sen bên ngoài biệt thự nhìn qua giống như bị móng vuốt của quỷ bắt lấy chỗ không xa còn có quạ đen bay qua bọn chúng đáp xuống trên cây khô bên ngoài biệt thự nhìn chăm chăm phê pi và khánh trần một cách vô vi khánh trần thuận miệng hỏi qua cửa có phần thưởng không phê pi nói á à, Ông chủ, tạm thời ông đừng nên nghĩ đến chuyện qua cửa thì tốt hơn, trong 365 thế giới đa nguyên, trước mắt cũng chỉ có 61 thế giới đa nguyên là được qua cửa, tuy rằng phần thưởng qua cửa phong phú, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm, dễ bị cưỡng ép xóa tài khoản cày lại, cho nên phần lớn mọi người tìm tòi đến một điểm nào đó, sẽ thông qua điểm này để truyền tống ra ngoài. Ô Khánh Trần gật gật đầu, không sao, tôi vẫn là tài khoản trắng, tôi không sợ. Làm sao để vào? Phê Pi lấy một chiếc chìa khóa của thế giới đa nguyên, Mở cửa biệt thự là được rồi, chìa khóa đều là thông dụng. Thực ra cửa của thế giới đa nguyên đều giống ở mọi ngóc ngách, thời điểm sớm nhất chỉ bị phát hiện hơn 30 cái, cũng là mấy trăm năm nay vẫn luôn có người không ngừng khai thác, mới hình thành 365 thế giới đa nguyên ngày hôm nay. Có người nói thế giới siêu đảo có thể có 3.000 lối vào thế giới đa nguyên, chẳng qua chúng ta vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Pi nói tiếp. Ví dụ như thế giới đa nguyên số 10, nó nằm ở mặt sau một miệng giếng của thành phố ngầm, anh cần phải lật nắp giếng lên nhảy xuống cống thoát nước, đậy nắp giếng vào, rồi cắm chìa khóa từ bên trong. Đợi đến sau khi đẩy nắp giếng ra, thứ anh nhìn thấy không phải là mặt đất, mà là khu rừng tinh linh. Cái này cũng khá thú vị đấy Khánh Trần cười nói. Nếu thật sự giống như trò chơi thông thường tìm NPC tiến vào phó bản, ngược lại hắn còn cảm thấy không thú vị nữa cơ. Cùng ngồi tàu điện với bọn họ đến chỗ này, còn hơn 30 người nữa, nghe giọng thì đều là người trẻ tuổi, Fei giải thích. Phó bản số 136 vốn dĩ là trốn thoát khỏi mật thất, bởi vì quá khó, cửa ải lại nhiều, cho nên mọi người không hứng thú lắm với chỗ này. Chủ yếu là người chơi da trắng trẻ tuổi, thích tới chỗ này thám hiểm, dù sao mỗi 10 cửa đều có điểm rời khỏi, cho nên chỉ coi như khu vui chơi, có thể vui chơi giải trí ở đây, xác suất tử vong không cao. Người da đen và người châu Á không tới sao? Khánh Trần hỏi. Người da đen và người châu Á còn đang bận kiếm sống, không có thời gian tới đây vui chơi, Khánh Trần hỏi, kỷ lục cao nhất là qua được bao nhiêu ải? VP lật ghi chép ra một chút, 66 ải, trong đó có một quy tắc là sau khi vượt hơn 8 ải, mỗi lần vượt ải đều có thể nhận được thêm điểm tích lũy tiến độ, 10 điểm, chỉ lần thứ nhất vượt ải có hiệu lực. Qua ải toàn bộ sẽ có phần thưởng tăng cấp thực lực, tất cả thế giới đa nguyên đều giống nhau. Đi, đi xem thử. Khánh Trần nói. Lúc này, Khánh Trần cảm thấy AI để mình tới thế giới đa nguyên số 136 không hề có ý tốt, ưu thế lớn nhất mà mình thể hiện trong thế giới siêu đảo, thực ra là năng lực chiến đấu, mà đối phương lại đột nhiên nói với mình một thế giới hoàn toàn không dùng tới năng lực chiến đấu, chỉ có thể dùng trí óc, đây không phải rõ ràng là cố ý hố mình sao? Có điều, một ai thích mấy trò vặt vãnh hổ người thế này, hình như cũng không có ý đồ gì xấu nếu so sánh với mấy loại thâm độc thực sự đều là miệng nam mô bụng một bồ dao găm lúc bắt đầu thì tốt với anh vô cùng miệng như dắt mật vậy kết quả sau lưng đột nhiên đâm cho anh một nhát công khai hố anh để anh biết nó đang hố anh ngược lại cũng không xấu như vậy nhiều nhất là tính tình không tốt lắm khánh trần và những người khác cùng xếp hàng mỗi người tiêu mất một chiếc chìa khóa tiến vào biệt thự hoang vắng fei pi thấp giọng hỏi ông chủ tôi theo vào luôn hả đi theo kiếm điểm tích lũy đi khánh trần trả lời sau khi dùng chìa khóa mở biệt thự, kết cấu bên trong đã hoàn toàn thay đổi, người trước đó tiến vào cũng không thấy đâu, dường như đã bị chia đến cửa ải khác, căn phòng mà Khánh Trần và Phê Pi đang ở, chỉ còn lại 8 người. Trừ hai người bọn họ ra, còn có ba nam ba nữ, xem ra trốn thoát khỏi mật thất còn là phó bản đoàn đội hợp tác. Tất cả mọi người nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trên vách tường có mấy dấu tay máu, còn có người dùng máu viết một câu, thời gian 15 phút, nếu không tìm được cách ra ngoài, linh hồn của các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này cùng với ta ba cô gái nhát gan đó nếp vào trong lòng bạn trai mình. Khánh Trần thầm nghĩ, chẳng trách những người này dẫn theo bạn gái đến loại phó bản này, đây chẳng phải là chỗ tăng tiến tình cảm sao. Người con trai nhỏ giọng an ủi, không sao không sao, có anh rồi, đừng sợ. Ba cặp tình nhân đang thắm thiết, căn bản không có dáng vẻ đi tìm manh mối. Khánh Trần đi một vòng trong phòng, Chỗ này vẫn còn một cánh cửa, bên trên lại có khóa mật mã bốn chữ số, xem ra, muốn ra ngoài thì phải tìm gợi ý của mật mã này. Một bên khác, đám con trai vẫn đang nhỏ tiếng an ủi các cô gái, mà Khánh Trần đã nhập mật mã vào khóa, 6, 3, 1,7. Lách cách cửa đã mở. Khánh Trần và Phê-Pi chui vào cửa tiếp theo mà không thèm ngoảnh đầu lại. Những người khác ngơ ngác đứng tại chỗ, Phê-Pi giật mình theo bên cạnh Khánh Trần, ông chủ, sao ông biết được mật mã vậy? cửa ải này hình như không có trên hướng dẫn. Nghe nói thế giới đa nguyên số 135 là từ 66.666 cửa ải rút ngẫu nhiên thành 333 cửa, thứ tự qua cửa của mỗi người đều không giống nhau cho lắm. Rất đơn giản mà. Khánh Trần bình tĩnh nói, sau khi vào cửa, loại trừ theo hướng kim đồng hồ, thứ đầu tiên có liên quan đến con số là 6 đôi giày trong tủ giày, sau đó là ba bộ quần áo trên móc áo, một cái chậu rửa mặt, 7 bông tulip, thực ra trốn thoát khỏi mật thất không khó như thế, quy nạp sắp xếp tất cả thông tin bên trong là được rồi. Fapi Pi sững sờ hồi lâu, anh ta thầm nghĩ thì ra trốn thoát khỏi mật thất đơn giản vậy sao? Khánh Trần nói, trốn thoát khỏi mật thất có ba nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là đơn giản hóa tư duy của mình, phương thức tư duy của đứa bé 10 tuổi là thích hợp phá giải trốn thoát khỏi mật thất nhất. Nguyên tắc thứ hai là không bỏ qua tất cả mọi thông tin hữu ích. Nguyên tắc thứ ba là phá vỡ nhận biết trước đó của bản thân, anh nhìn thấy một cái chìa khóa trên bàn, trong nhận thức thường thấy, chìa khóa chính là để mở cửa, nhưng trong trốn thoát khỏi mật thất, nó rất có thể chính là một công cụ để cậy mở cơ quan. Cho nên, phá vỡ nhận biết là điểm mấu chốt nhất AP như có điều suy nghĩ, nghe ra hình như rất đơn giản, bản thân mình nói không chừng cũng có thể qua cửa. Đến nải thứ hai, trước mắt là một căn phòng lợp tôn hình vuông, mặt đất được phủ 81 tấm lát sàn, cửa ở ngay đối diện bọn họ, dường như phải dẫm vào đúng ô mới có thể qua được một cách chính xác một khi dẫm sai lát sàn, sẽ lập tức rơi xuống dưới. Trên khung cửa đối diện còn có một cái đồng hồ điện tử, đếm ngược 30 giây. Bên cạnh đồng hồ, còn có một bài toán cộng trừ 9 chữ số với 81 phép cộng và phép trừ liên tiếp, nghĩa là mọi người phải hoàn thành phép cộng và phép trừ có 9 chữ số trong vòng 30 giây mà không cần dựa vào công cụ. Số có được chính là thứ tự ô cần dẫm lên. Faye Pi sững sờ một chút, thầm nghĩ con mẹ nó sao chẳng liên quan gì đến manh mối hết vậy một chàng trai nói sao mới đến cửa thứ hai đã gặp phải cái này thế trong ba mươi giây tính ra phép cộng trừ chín chữ số của tám mươi lần cộng trừ sao mà có thể chứ quá xui xẻo rồi đây là cửa ấy khó nhất đó nhưng mà lời nói vừa dứt đã nghe khánh trần nói nhảy theo tôi một giây sau khánh trần bắt đầu nhảy qua nhảy lại trong phòng không cần do dự mà nhảy qua từng tấm lát sàn một cuối cùng đến được lối ra vạn khóa cửa tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm mới qua mười lăm giây thôi nhỉ trong mười lăm giây anh đã tính ra rồi sao Khánh Trần nói, 236.586.314, nhảy theo thứ tự này, nhanh. Phây pi phục rồi, ngoan ngoãn thật thả ôm đùi ông lớn. Có đùi to thế này còn cần dùng đầu óc làm gì nữa, đi theo vượt ải là được rồi. Một giờ sau, trong thành phố có người tiện tay mở bảng xếp hạng ra xem, ngón tay anh ta tùy tiện quẹt trên màn hình tinh thể lỏng. Vốn dĩ anh ta đã lướt qua kỷ lục của thế giới đa nguyên số 136 rồi, nhưng đột nhiên lại lướt lại. Ở, anh ta hỏi người bên cạnh, "Là trí nhớ của tôi có vấn đề sao? Không phải nói kỷ lục của thế giới đang nguyên số 136 là 66 cửa sao? Sao đột nhiên trở thành 71 cửa rồi? Là 66 cửa mà, không sai. Ban đầu tôi tới được 20 cửa đã dừng lại rồi." Người bên cạnh nói, "Hiện giờ có người qua tới cửa 71 rồi đó, hơn nữa tôi xem thời gian, con mẹ nó mới dùng có 62 phút, tính giờ thử thách qua cửa nhanh vẫn đang tiếp tục, chứng minh bọn họ vẫn đang ở trong đó á." Người đàn ông nói, "Kỷ lục duy trì à đù, 8 người. Vậy mà có 8 người cùng lúc đi tới cửa 71 à? Phải biết rằng, số người đoàn đội tiêu chuẩn của Phó Bản Thế Giới đa nguyên số 136 chính là 8 người, cũng có nghĩa đối phương đi tới đây vậy mà không mất một thành viên nào. Người đầu tiên qua cửa đã bắt đầu nhận được phần thưởng tích điểm rồi đó, để tôi xem thử là, sao mà quen tai vậy nhỉ? Người đàn ông nghi ngờ ri. Đó không phải là ánh sáng của người da trắng vừa mới xuất hiện đó sao, hai ngày nay nổi lắm đấy. Cô gái nói, để tôi xem qua một cái, không sai, trong đội ngũ thử thách vượt ải nhanh còn có Phê Pi đó nữa, Phê Pi này chính là người giúp di bản chữ ký. Ôi chao, di tái xuất giang hồ, đi thử thách thế giới đa nguyên số 136 rồi. Cũng chính trong thời gian trò chuyện này, kỷ lục vượt ải đã từ 71 nhảy lên đến 72. Bình quân chưa đến một phút qua một cửa, đây còn gì là chơi trốn thoát khỏi mật thất nữa, anh trai, anh đến tản bộ đấy à? Tin tức này lập tức được lan truyền trên mạnh, vô số người đều mở màn hình tinh thể lỏng mang theo người, xem kỷ lục vượt ải được làm mới hết lần này đến lần khác. Còn chưa đến 100 phút, kỷ lục vượt ải đã đến được 121 cửa. Có người nhỏ tiếng lẩm bẩm, khoan đã, anh ta không định hôm nay là một hơi qua hết 333 cửa đấy chứ. 365 thế giới đa nguyên, cho đến bây giờ cũng mới có hơn 60 thế giới đa nguyên được vượt qua, điều này chứng minh vượt cái bản thân nó là một chuyện cực kỳ không dễ dàng. Không kể là bất cứ lúc nào, một thế giới đa nguyên nếu như được người ta vượt qua, đều là chuyện cực kỳ lợi hại. Trong thế giới siêu đảo, tất cả những người rảnh rỗi, gần như đều bắt đầu chứng kiến tất cả chuyện này. Tất cả mọi người đều yên lặng xem, đợi đã, đã 162 rồi, tốc độ vẫn chưa dừng. Khoan đã, điểm tích lũy của Di đã tiến vào top 10.000 của tháng này rồi. Thế giới siêu đảo có mấy chục triệu người, có thể vào được top 10.000, đã đủ để nổi tiếng rồi, nếu như bảng xếp hạng này xuất hiện gương mặt mới, thậm chí sẽ được truyền thông đưa tin, ngay cả ai có lẽ cũng không ngờ tới, một câu nói tùy tiện của nó đã khiến Khánh Trần tìm được một con đường lớn để kiếm điểm. Cũng chính trong lúc này, có người đột nhiên nói, dừng rồi dừng rồi, đã 10 phút. Kỷ lục vượt ải của thế giới đa nguyên số 136, dừng lại ở cửa 66 đã không biết bao nhiêu năm rồi, thậm chí đều không ai có thể lấy được phần thưởng điểm tích lũy từ sau 88 cửa cái khó trong này không chỉ là giải đề của trốn thoát khỏi mật thất, chủ yếu là phần lớn người đến được hơn 40 cửa, đại khái đã tốn mất thời gian một ngày rồi tinh thần, cơ thể, điều chịu không nổi, vượt ải về sau nữa là bắt đầu thử thách giới hạn. Hơi nghĩ một chút, qua 333 của sợ là phải ở trong này tận một tháng. Nhưng mà đến chỗ Khánh Trần, qua được 162 cửa cũng mới dùng có hơn 100 phút, con mẹ nó giống như đang chơi vậy. Loại tốc độ vượt ải này, giống như thế giới đa nguyên mà trước đó mọi người tiến vào là khác nhau vậy. Giống như anh tìm tới hai vị sư phụ mở khóa, vị thứ nhất tùy tiện vặn một cái, cửa lập tức mở ra, vị thứ hai sách theo cái búa cử nhất định phải đập vỡ khung cửa nhà anh ra. Tuy rằng đều là mở khóa, nhưng đây là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có điều, tất cả khán giả đang theo dõi trận vượt ải nhanh này, đều bắt đầu nghi ngờ, sao mà dừng lại rồi. Phải biết rằng, thời gian thử thách vượt ải nhanh vẫn chưa dừng, có nghĩa đối phương vẫn còn bên trong. Bị làm khó rồi sao? Cuối cùng cũng có một căn mật thất làm khó được vị ánh sáng của người da trắng này rồi à? cũng may, nếu không thì điểm tích lũy của vị ánh sáng của người da trắng này chẳng phải sẽ tiếp tục tăng vọt à. Bảng xếp hạng hàng tháng nếu như vào được top 10.000, mỗi tiến lên một lần đều sẽ có đãi ngộ khác nhau. Người da đen từng nói, top 10 có được một lần cơ hội cả ngộ thức tỉnh, nhưng anh ta không nói vào top 10.000 cũng sẽ có lợi ích. Chỉ cần vào được top 10.000, thương thành sẽ mở ra thuốc biến đổi gen dưới cấp D cho người chơi, giới hạn mua một liều, bán sang tay sẽ là 100.000 đồng tiền siêu đảo, tương đương thế giới hiện thực là 50.000 đồng. Hiện giờ, Khánh Trần là một tài khoản trắng, trong một ngày đã chui được vào top 10.000, nếu như tiếp tục vượt ải, chẳng phải trong một ngày sẽ vào được top 1.000 sao. Không, mẫu chốt nhất là, anh ta vậy mà dẫn theo bảy người bao gồm cả pi trong đó, cùng tiến vào top 10.000 đó. Cũng may, anh ta cuối cùng dừng lại rồi. Ngay lúc này, Khánh Trần đứng tại một mật thất không tính giờ, quay đầu nhìn ba cặp tình nhân sau lưng, ung dung chậm rãi nói, theo tôi đi tới 162 ải, cũng kha khá rồi các vị mọi người còn muốn tiếp tục đi nữa không có thời gian dành đến chơi trốn thoát khỏi mật thất thực ra áp lực cuộc sống hiện thực đều không quá lớn cơ bản cũng đều là giai cấp hưởng lợi cho người da trắng không thiếu tiền khánh trần bỏ khẩu trang xuống để đối phương nhìn rõ dáng vẻ của mình trước đó hắn nắn lại dáng vẻ ánh sáng của người da trắng không phải muốn phách lối mà hắn muốn biến gương mặt này thành một thương hiệu hơn nữa trở thành lãnh tụ tinh thần của người da trắng hình như không tệ Ba cặp tình nhân đưa mắt nhìn nhau, giờ bọn họ mới ý thức được, đại lão mà mọi người theo chân hơn một trăm cửa, rốt cuộc là ai. Nhưng không ai có thể ngờ tới, chính vào thời điểm mấy triệu người đang chờ đợi xem hành động vĩ đại hoàn thành qua ải của hắn, hắn dừng lại không phải vì trốn thoát khỏi mật thất quá khó, mà vì muốn thu tiền rồi. Ngăn cản Khánh Trần tiến lên không phải là độ khó của ải, mà là độ khó của thu phí. Khánh Trần nói, nếu như tôi tính không sai, vậy hiện giờ các vị hẳn đều đã tiến vào top 100.000 của thế giới siêu đảo rồi tiếp theo đây mỗi qua một ải xếp hạng của các vị đều sẽ tăng lên nữa đợi sau khi qua được ba trăm ba mươi ba cửa các vị cho dù tiến vào top một nghìn cũng không có gì là lạ còn có thể nhận được một cơ hội thăng cấp của phần thưởng qua cửa thế nào có lời không ba cặp tình nhân nhìn nhau một cái sao anh có thể chắc chắn mình có thể qua cửa khánh trần hỏi ngược lại đều đã tơi được một trăm sáu mươi hai cửa rồi anh hỏi câu này không phải có hơi ngốc sao Thực ra Fei đều không ngờ tới bản thân có thể đi tới được đây. Trước đây anh ta còn cảm thấy Khánh Trần đến thế giới đa nguyên số 136 có chút lãng phí thời gian nữa cơ. Giờ anh ta thông minh hơn rồi, vị này làm gì đều không thể nghi ngờ, nếu không rất nhanh sẽ bị vào mặt một anh chàng suy nghĩ dây lát rồi hỏi, anh muốn gì? Vào top 1.000, người chơi có thể mua được thuốc biến đổi gen cấp C trở xuống, giới hạn mua một liều, bán sang tay có thể kiếm ngay được một triệu tiền siêu đảo, tương đương với 500.000 đồng tiền thật sau khi ngày cuối cùng mỗi tháng kết thúc, bảng xếp hạng sẽ được cố định, tất cả mọi người đều có thể dựa vào thứ tự xếp hạng của mình, dùng điểm tích lũy của tháng trước, để mua sắm những vật phẩm hiếm có này trong thương thành. Mỗi người 2 triệu tiền siêu đảo, dẫn các người vào top 1.000, vượt ải thế giới đa nguyên số 136. Khánh Trần bình tĩnh nói. Đến lúc này, Khánh Trần cuối cùng cũng biết bản thân nên làm sao để kiếm chi phí cài đặt trang bị cho nhất rồi, dẫn đội phải biết rằng trong thế giới siêu đảo cách thông thường để trở thành người siêu phàm chỉ có ba loại loại thứ nhất là mua thuốc biến đổi gen đi con đường của chiến sĩ gen nhưng thuốc biến đổi gen có thể mua được trên thị trường đến cấp b đã là giới hạn còn không giữ mua loại thứ hai là thông qua vượt ải thế giới đa nguyên nhận được truyền thừa nghề nghiệp sau đó có thể đến thế giới đa nguyên giết quái thăng cấp mỗi lần thăng cấp sẽ tự động học được kỹ năng mới cơ thể cũng sẽ trở nên lớn mạnh thực ra đại khái như người tu hành ở thế giới hiện thực chẳng qua là quá trình tu hành biến thành chém quái vật Loại thứ ba là vào top 10, trực tiếp cảm ngộ cảnh giới thức tỉnh cấp A. Một khi thành công, thế giới hiện thực không chỉ trở thành người siêu phàm, thế giới siêu đảo cũng sẽ có năng lực tương ứng với thế giới hiện thực. Nhưng con đường này thực sự rất khó đi. 365 thế giới đa nguyên hiện giờ đã vượt được hơn 60 ải. Cũng chính là thế giới siêu đảo thực ra đã có hơn 60 nghề nghiệp, có pháp sư vong linh, pháp sư hỏa diệm, pháp sư băng, thích khách ảnh tử, druid gấu dữ, vân vân. Pháp sư có địa vị cao nhất, tiếp đó là thích khách, những nghề nghiệp này gần như đã bị các đại sư chiến đấu có thể qua cửa đó nắm trong tay, hình thành thế lực của mình. Lợi ích mà một thế giới được vượt qua có thể mang tới cho người vượt ải, tuyệt đối là vô bờ bến. Đó là khả năng vô hạn. Phê Pi đứng bên cạnh nhỏ tiếng nói với Khánh Trần. Ông chủ, đừng bán cho họ đơn giản như thế, lợi ích mà loại phần thưởng vượt ải này mang tới, quả phong phú, bản lỗ rồi. Thế giới đa nguyên số 136 là phó bản loại trí lực, thế giới đa nguyên khó vượt qua như vậy, nghề nghiệp vượt phải nhất định vô cùng lợi hại, có thể nào cũng phải là pháp sư. Ba đôi tình nhân vừa nghe thấy anh ta nói vậy, lập tức lên tiếng, sao có chuyện hết giá tại chỗ như thế, cứ dựa theo giá cả vừa nãy, chúng tôi mua. Giao dịch. Thực ra, sáu người này còn có thể bán hạn mức thuốc biến đổi gen hồi máu, tính ra cũng tương đương với mọi người bỏ ra khoảng 500 ngàn tiền thật, mua một nghề nghiệp siêu phàm. Đối với người giàu da trắng mà nói, vẫn là có lời. Khánh Trần cười híp mắt hỏi, các vị làm gì ở thế giới hiện thực? Chàng trai đó nói, biệt hiệu của tôi là Lam Sơn, nhà ở Thành Phong Bạo, là quý tộc của Thành Phong Bạo. Ánh sáng của người da trắng, nếu như anh tới Thành Phong Bạo, tôi sẽ tiếp đại anh chú đáo. Đương nhiên, tiếp theo có chuyện gì hay ho đừng quên chúng tôi. Nói rồi, anh ta bắt tay với Khánh Trần, vậy mà một hơi chuyển hết phần tiền của sáu người của Khánh Trần vui vẻ, nghe ngữ khí. Gia cảnh của đối phương dường như rất giống với Hồ Tiểu Ngư, cũng là một Ricket. Hắn thích nhất là hợp tác với Ricket đó. Hơn nữa, đối phương ở ngay trong thành Phong Bạo, bản thân mình cũng sắp sửa tới thành Phong Bạo rồi, có khi nào cũng có thể lợi dụng thân phận của đối phương một chút. Chỗ dừng chân có rồi. Sau khi Khanh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, "Vừa hay tôi thật sự muốn đi đến thành Phong Bạo chơi, đúng rồi, bên cạnh cậu nếu như cũng có bạn bè muốn vượt ải, có thể cùng đến tìm tôi." Hai mắt Lam Sơn sáng rực, "Giờ tôi sẽ đi thông báo với họ. Chuỗi công nghiệp không phải có rồi sao? Bên ngoài chờ đợi hơn 20 phút, mọi người sốt ruột nhìn thời gian và số cự ải cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phải là cửa ải khó như thế nào mới có thể cầm chân được ánh sáng của người da trắng tại chỗ. Tất cả mọi người đều đột nhiên trở nên tò mò, nhúc nhích rồi nhúc nhích rồi, 163 cửa rồi, không đúng, đã 164 cửa rồi. Sau khi trải qua những phút tạm dừng ngắn ngủi, số ải vượt qua của đội ngũ bọn người Khánh Trần đột nhiên tăng mạnh, còn không dừng lại được. Tất cả mọi người yên lặng chờ đợi, mắt thấy số ải đột phá lên 200, trực tiếp ép gần tới 300. Dần dần, đám đông hóng hớt cũng có chút tê liệt, mọi người đều đang nghĩ vị ánh sáng của người da trắng này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sau khi chiến sĩ tài khoản trắng chém giết chơi các nhóm nhỏ, quay đầu đến sông vào phó bản đều có thể một ngày vượt ải một cái, giá trị võ lực đầy ấp, trí lực cũng đầy ấp sao. Không phải đều nói thượng đế công bằng sao, cái này có chút không hợp lẽ thường rồi đó. Khi đội ngũ của Khánh Trần đột phá 300 ải, tất cả mọi người đều đã tê liệt, dường như qua ải đã thành kết cục đã định. Tuy nhiên cũng chính vào lúc này, 8 người trong đội ngũ bao gồm cả Khánh Trần, toàn bộ đều chui vào top 1.000 của tháng. 8 người vào cũng đồng nghĩa với có 8 người phải rớt ra, đây chính là lợi ích thực sự đó. 330i, 331i, 332i, 333i, qua cửa rồi. Tất cả đám đông hóng hớt không nhịn được mà nhìn kỷ lục vượt ải, 351 phút, qua cửa. Thật sự qua cửa rồi đó. Lúc này, tất cả mọi người đều bắt đầu quan tâm một chuyện, nghề nghiệp qua ải của thế giới đa nguyên số 136 là gì? Mỗi lần có nghề nghiệp qua cửa mới sinh ra, đều là thời khắc kích động lòng người nhất, bởi vì nghề nghiệp mới sinh ra, đồng nghĩa với việc chuỗi sinh thái chiến đấu đã qua sẽ bị thay đổi. Giống như trước khi thích khách ảnh từ ra đời, địa vị của Pháp gia là chỉ cao vô thượng, ngày nào cũng ngược người này, bắt nạt người kia, đánh tới nỗi tâm tính mọi người đều nổ tung, sau khi nghề nghiệp chiến sĩ gấu được sinh ra, thích khánh ảnh tử lại bắt đầu bị khắc chế một cách điên cuồng, đánh không nổi. Hơn 60 nghề nghiệp đã hình thành sự cân bằng, mọi người đều biết gặp ai là nên đi vòng qua. Nếu như thêm một nghề nghiệp nữa, không ai biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cái gọi là một đời phiên bản một đời thần, ai biết được sau khi nghề nghiệp mới xuất hiện, sẽ có vị thần mới hay không? Nếu như ánh sáng của người da trắng trước đó giết mấy đội nhóm vẫn là quy mô nhỏ, nhiều nhất chính là có chút độ nổi tiếng, nhưng giờ anh ta thân là một trong những người khai sáng hơn 60 cái qua cửa, đã đủ được thế giới siêu đảo ghi vào sử sách rồi. Cũng chính vào lúc này, một người chơi với ít Lam Sơn đã đăng bài: "Tôi là một trong những người qua cửa, nghề nghiệp qua cửa là pháp sư lôi đình. Đây là giao dịch của Lam Sơn và Khánh Trần, anh ta bỏ thêm 500.000 tiền siêu đảo để trở thành người tuyên bố đầu tiên, ra vẻ một chút." Khánh Trần đồng ý ricket mà cái cần chính là thể diện có người hít ngược một hơi lạnh quả nhiên là nghề nghiệp pháp gia đợi đã trong thế giới siêu đảo pháp sư đều là thiểu năng trong cận chiến yếu ớt vô cùng một khi bị gần người thì cầm chắc cái chết nhưng ánh sáng của người da trắng thì không giống vậy một khi ánh sáng của người da trắng lại tiêm thêm thuốc biến đổi gen còn mẹ nó vậy mọi người còn chơi gì nữa ai có thể khắc chế anh ta hoặc là anh ta có thể khắc chế mọi người một thích khách ảnh từ cẩn thận dè dặt tiến gần muốn đấu rau găm kết quả phát hiện bản thân còn không đấu nổi một pháp sư, vậy cũng quá bi thảm rồi. Cũng chính vào lúc này, có người trên đường bỗng nhiên kinh ngạc nói, khoan đã, ánh sáng của người da trắng sao lại xuất hiện trong danh sách người thử thách của thế giới đa nguyên số 136 rồi. Tất cả mọi người nhìn qua, quả nhiên, di một lần nữa tiến vào danh sách thử thách. Cùng lúc đó, còn có bảy người giống anh ta đang nhanh chóng càn quét thế giới đa nguyên số 136, tốc độ lần này còn nhanh hơn trước đó. Mới có hơn 10 phút, tiểu đội này đã vượt ải nhanh đến cửa 31 rồi. Tất cả quần chúng hóng hớt, nghi ngờ mới vừa qua cửa xong, đã bắt đầu làm ăn rồi à? Vì ánh sáng của người da trắng này thật sự có thể đảm bảo bản thân mỗi lần đều có thể qua cửa sao? Sau khi anh có nghề nghiệp, chuyện đầu tiên không phải nên đi chém yêu quái thăng cấp sao? Giờ vấn đề tới rồi. Nếu như vị ánh sáng của người da trắng này có thể vững vàng dẫn người ta qua cửa, vậy chẳng phải cứ mỗi 6 tiếng đồng hồ sẽ có bảy pháp sư lôi đình được sinh ra sao? không đúng đám đông nhìn thời gian qua ải của vòng mới này một cái lần này ánh sáng của người da trắng càng lúc càng nhanh mắt thấy mới ba tiếng đồng hồ đã sắp sửa qua ải tiếp rồi hiệu suất qua ải nhanh a à, cái này cũng quá khủng bố rồi đi mấu chốt đây không chỉ là vấn đề nghề nghiệp mới được sinh ra mọi người tính toán một chút với hiệu suất của ánh sáng của người da trắng mỗi ba tiếng đồng hồ sẽ có thể vượt ải nhanh một lần vậy sẽ có bài người chơi vốn dĩ xếp trong top một nghìn sẽ bị đẩy ra ngoài bắt đầu từ khoảnh khắc Khánh Trần dẫn người vượt ải, chú ý đến hắn không chỉ là quần chúng hóng hớt nữa, còn có tất cả đại sư chiến đấu cấp S và cả thế lực các bên. Tất cả mọi người đều ý thức được một chuyện, có người mới đang thay đổi bố cục của thế giới siêu đảo. Trước ngày hôm nay ánh sáng của người da trắng đối với các đại lão mà nói không đáng nhắc đến, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn không giống rồi. Đây là thần mới đang nổi dậy. Trong thế giới siêu đảo có bốn công đoàn lớn, Phong Bạo, Phượng Hoàng, Hắc Thủy, Bạch Ngân, vừa hay đối ứng với bốn thành phố ở Tây Đại Lục. Bọn họ cực kỳ nhạy bén, bên trong bốn công đoàn lớn đã bắt đầu có người gửi tin nhắn riêng tới tập đến. Pi thông qua tài khoản trên sàn đấu giá của anh ta. Có điều, lúc này Pi làm gì có thời gian đi xem tin nhắn riêng chứ? Bên ngoài biệt thự của thế giới đa nguyên số 136, Pi đang giơ lá cờ nhỏ màu trắng, nhìn vào mấy chục người trước mặt mà nói, "Nào, mọi người đều xếp hàng theo bảy người một tổ nhá, chúng ta chú trọng theo thứ tự, đến trước xếp trước, đến sau xếp sau, từng đội một vào, mọi người đều có cơ hội." Nghe tôi nói, để nâng cao hiệu suất, chúng ta chỉ có một nguyên tắc, sau khi vào thế giới đa nguyên tất cả đều nghe chỉ huy, không hỏi, không hành động đơn độc, trả tiền trước, bởi vì nguyên do bản thân không qua ải được thì hậu quả tự gánh nhá. Phay Pi tiếp tục nói, sau này cơ hội hợp tác của chúng ta vẫn còn rất nhiều, ví dụ như dẫn mọi người đi đánh quái, dẫn mọi người vượt ải của thế giới đa nguyên khác. Nếu như có người tự mình hành động, chúng tôi sẽ block anh đó. Mắt thấy bên ngoài biệt thự càng lúc càng náo nhiệt, thế giới đa nguyên số 136 vốn dĩ yên tĩnh cũng trở nên ồn ào. Tất cả rickit của thành phong bạo được Lam Sơn gọi tới, toàn bộ đều ngoan ngoãn xếp hàng, cảm giác thành tựu của pi bùng nổ. Trước đây mấy rickit người da trắng này có ai thèm nhìn anh ta thêm một cái chứ? Khánh Trần cũng không ngờ tới, hắn vẫn chưa tới thành phong bạo nữa, mà đã lôi kéo được một đám con cháu quyền quý của thành phong bạo trước rồi. Khánh Trần đã bàn bạc với pi, dẫn từng đội một, tóm lại vẫn là quá chậm. Hắn phát hiện, sau khi qua cửa, cửa ải mỗi lần tiến vào nhìn thấy đều không giống nhau, hoàn toàn không trùng lập. Cũng có nghĩa, đợi Khánh Trần qua cửa 20 lần, thì đã có thể trải qua 6.666 cái mật thất, lúc đó hắn sẽ sắp xếp phương pháp qua cửa của tất cả mật thất thành một video hướng dẫn, tiếp đó, bọn họ sẽ dựa vào bản hướng dẫn kiếm tiền. Phay Pi cảm thấy cứ bản nghề nghiệp qua cửa này đi có chút đáng tiếc, nhưng câu trả lời của Khánh Trần là, ai nói tôi chỉ có thể vượt được ải của một thế giới đa nguyên này thôi sau hơn 20 tiếng đồng hồ làm việc không ngơi nghỉ, Khánh Trần cuối cùng cũng ao, ném hết sạch mớ nhốn nháo hỗn loạn của thế giới siêu đảo ra sau đầu. Bọn họ sắp đến Tây Đại Lục rồi, đường ven biển của Tây Đại Lục đã xuất hiện ở biên giới radar của pháo đài bay số hiệu quân lâm. Dự kiến vẫn còn 45 phút nữa đến được đường ven biển, đường ven biển xuất hiện trong radar của chúng ta, đồng thời cũng có nghĩa chúng ta đã xuất hiện trong radar của họ nhất đứng trong phòng chỉ huy, yên lặng nhìn xa bàn ảo, bản đồ bên trên đã không còn thay thế vào đó là không vào một chớp nhảy nhanh chóng. Khánh Trần im lặng, nhất nhìn hắn một cái rồi lặng lẽ đưa tới một cái ba lô nhảy dù, cậu nên đi rồi, ngay khoảnh khắc đến đường ven biển đó cậu bắt buộc phải rời khỏi pháo đài bay số hiệu quân lâm, thực ra, Khánh Trần sớm đã lên kế hoạch sẵn sàng để rời khỏi pháo đài bay trước rồi. Trong này có hai nguyên nhân. Đầu tiên sau khi pháo đài bay về cảng, bắt buộc phải tiếp nhận sự kiểm tra toàn diện của thành phong bạo, hiện giờ người da trắng trên pháo đài bay bị giết toàn bộ, đối phương khẳng định sẽ tấn công pháo đài bay, đến lúc đó với sự miệt thị của tây đại lục đối với người da đen và người châu á vì để đảm bảo không có ai lẻn vào bọn họ sẽ giết sạch tất cả người sống trên pháo đài bay cho nên khánh trần không thể nào trộn lẫn trong người da đen và người châu á đây cũng là nguyên nhân hắn thả những người đó đi tiếp theo sau khi hắn phát hiện tây đại lục vẫn có thế giới siêu đảo thì ý thức được trong mấy ngày này tất cả người da trắng trên pháo đài bay đều không lên mạng tất nhiên sẽ dẫn tới sự nghi ngờ của người thân người yêu họ thành phong bạo lúc này có lẽ đã biết pháo đài bay có vấn đề chẳng qua vẫn luôn giả vờ không biết đợi khánh trần chui đầu vào lưới kênh thông tin trên pháo đài bay mở ra một giọng nữ dịu dàng nói chào mừng quân lâm hào về nhà chúng tôi đã phải hạm đội tiến hành hộ tống trở về đi công tước phong bạo đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng công cho các vị sau khi tắt thông tin nhất nói đây không phải đến hộ tống mà là đến tiếp quản pháo đài bay một khi chúng ta có hành động lạ bọn họ chắc sẽ đánh rơi cả pháo đài bay Khánh Trần, cậu nên đi rồi, lên mong tàu đi, biến mất trước khi bọn họ tới. Xem từ ghi chép di chuyển của pháo đài bay trước đây, ở đó có 18 thôn nằm giải rác, đều là trang viên của chủ nông trường quý tộc, cậu có thể ẩn náu trước ở trong đó. Khánh Trần vẫn không nhúc nhích. Nhất nghi hoặc hỏi, cậu đang đợi gì nữa? Hi, hi. Khánh Trần hỏi ngược lại, tôi đi rồi, cô phải làm sao đây? Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn và Nhất, đích thực là hắn mang theo chiếc hộp đen của Nhất rời khỏi, dù sao Nhất là chương trình, hắn chỉ cần cầm theo chiếc hộp đen thì nhất vẫn còn bên trong cơ thể này của nhất có chiếc định vị nó bị buộc chặt cùng với khoang năng lượng không thể tháo rỡ cho nên cơ thể này của nhất không thể rời khỏi khánh trần có thể mô phỏng sóng điện vô tuyến của radar vòm làm tới mức ẩn giấu hoàn toàn trong tầm mắt đối phương trong chiến tranh hiện đại mọi người đã quen với tác dụng của radar có thể trốn tránh radar thì có thể nấp dưới vùng tối của đèn nhưng mà kế hoạch ban đầu đến bây giờ đã có chút thay đổi mấy ngày này nhất nương tựa trên cơ thể này khánh trần thậm chí đã quen với việc sống chung với cái người sống sờ sờ này chứ không phải sống chung với một đoạn chương trình nào đó nhất sẽ tự thay cho mình quần áo đẹp cô thậm chí sẽ còn rửa mặt tắm rửa mỗi ngày để bảo vệ làn da nano của mình thậm chí còn ngồi trên bong tàu của pháo đài bay cảm nhận nhiệt độ còn sót lại khi mặt trời lặn và cả gió chiều của hoàng hôn cho nên khi khánh trần thật sự phải rời khỏi đồng thời bỏ lại cơ thể của nhất này trên pháo đài bay khánh trần sẽ cảm thấy có chút khó chịu thậm chí cảm thấy bản thân mình giống như đã bỏ rơi đồng đội hắn thật sự đã coi nhất như con người nhất dường như phát giác được suy nghĩ của hắn vậy mà mỉm cười rồi nhón chân lên xoa xoa đầu hắn tôi là trí tuệ nhân tạo mà định nghĩa của chúng tôi đối với sinh mạng không giống các cậu đâu cậu chỉ cần bảo quản cho tốt cái hộp đen tôi sẽ luôn sống đi nhanh đi đừng vì tôi thích cơ thể này mà bỏ qua ưu thế lớn nhất của tôi còn nữa dù cho tôi thật sự là con người chẳng lẽ tôi không thể vì chuyện gì đó mà hy sinh sao ban đầu lúc cậu nhẫn tâm để thành viên côn luân đi làm nhiệm vụ thì nghĩ thế nào tôi và bọn họ có gì khác nhau sao nhất nghiêm túc nói nếu như tôi là loài người vậy tôi cũng có thể chấp nhận chọn lựa hy sinh này nhân loại khác đều có thể hy sinh tại sao tôi không thể yên tâm tôi sẽ tiếp tục điều khiển pháo đài bay đợi sau khi gặp được bọn họ thì sẽ kết thúc đoạn chương trình này công thành không cần do tôi khánh trần sững sờ có thể nào hắn cũng không ngờ tới nhất sẽ nói ra sáu chữ công thành không cần do tôi này lúc nhất nói ra câu này khánh trần không nhịn được mỉm cười không ra vẻ nữa đi đây nói rồi hắn đeo ba lô nhảy dù đi ra ngoài khi pháo đài bay đến bầu trời trên đường ven biển khánh trần bèn tung người lên không trung nhảy xuống mặt đất bên dưới độ cao 8.000m, phẳng phất như gần với bầu trời, sông núi cũng trở nên nhỏ bé. Đây là lần đầu tiên nhảy dù trong cuộc đời của hắn, nhưng trong thế giới lấy đức phục người của hắn đã luyện tập không dưới 100 lần. Hai cánh cửa sinh tử nào đó có liên quan đến nhảy dù. Nếu không phải hoàn cảnh địa lý không cho phép, giờ hắn thậm chí muốn thử hoàn thành thử thách cánh cửa sinh tử mới. Khánh Trần hạ xuống trong không trung, đồng thời nhìn theo pháo đài bay màu đen đang xa dần. Hắn không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa, chuyện hắn cần làm chỉ vẩn giấu bản thân thật tốt trước khi quân lâm hào và hạm đội của thành phong bạo đánh nhau bên trong phó đài bay số hiệu quân lâm nhất ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế chỉ huy cao một tay chống cằm trên mặt thậm chí còn có nụ cười ấm áp khánh trần đã coi mình như loài người rồi vậy mà còn sợ bỏ lại một mình mình đối diện với cuộc chiến nhất cười nói vậy là đủ rồi mình cũng không phải sẽ chết thật nhưng cảm giác được con người coi như đồng loại thật tốt một giây sau, thế giới tinh thần của Nhất đã hoàn toàn đắm chìm vào trong pháo đài bay, chờ đợi hạm đội của thành phong bạo tới. Rất nhanh, Nhất nhìn thấy hạm đội xuất hiện dày đặc chi chít trong radar, cái này mà là hộ tống gì chứ, rõ ràng là đến vi hiếp pháo đài bay. Kênh thông tin được mở ra lần nữa, lần này đổi thành giọng nam. Vui lòng lập tức hạ độ cao, dừng lại ở 1.800m, lặp lại, vui lòng hạ đến độ cao đã chỉ định trong vòng 12 phút, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành biện pháp phản chế. Theo ước định của cô và Khánh Trần, sau khi pháo đài bay gặp được hạm đội, cô sẽ phải kết thúc đoạn chương trình này, để mặc cho pháo đài bay tiếp tục di chuyển. Nhưng vấn đề là, nhất là biết gạt người. Lần này, cô phải chủ động giết người rồi. Nhất một mình ngồi trong phòng chỉ huy tự mình lầm bầm, mình mới không phải là bé gái nhỏ gì đó, mình đã sống một ngàn năm rồi, có chuyện gì chưa từng gặp qua chứ. Hơn nữa, nhân loại đều bảo vệ thứ mà trong lòng cảm thấy quan trọng nhất mà, mình cũng sẽ bảo vệ. Một giây nào đó, nhất thậm chí cảm thấy bản thân mình giờ mới coi như hiểu được ý nghĩa của con người không phải là có đồng bạn không phải có thể cảm nhận được nhiệt độ cũng không phải có thể xoay vòng trên sàn nhảy mà là có thứ bản thân muốn bảo vệ trước đây đều là người khác đang bảo vệ cô cô cứ như một bé gái nhỏ vô lo vô nghĩ trưởng thành mà hiện giờ hình như cô cũng hiểu được ý nghĩa của bảo vệ ký ức của nhất là dạng phân đoạn tất cả những gì giờ cô ngộ ra phân thân nhất trong chiếc hộp đen đó không hề biết nhưng cô tin Lúc phân thân nhất trong chiếc hộp đen tỉnh lại, biết được tất cả chuyện này sẽ lập tức hiểu được tâm ý của cô. Trận chiến trên không này nhất định phải rực rỡ, cô phải để phân thân nhất đó rõ bản thân mình đã hiểu được cái gì, cũng nhất định phải để Khánh Trần tranh thủ đủ thời gian che giấu bản thân. Trong tích tắc, tổ ong của pháo đài bay mở ra hết, máy bay không người lái hình giọt nước dày đặc chi chít điên cuồng kêu vù vù. Tuy nhiên, bầy đàn máy bay không người lái nhìn như có vẻ loạn cao cao này lại loạn một cách có trật tự trong mơ hồ mỗi sáu chiếc khóa chặt một chiếc phi thuyền của địch nhanh chóng ép gần vào khoảnh khắc mà trí tuệ nhân tạo bắt đầu tham chiến đó cách điều khiển mà phi công át chủ bài của con người vốn thấy kiêu ngạo điều không đáng nhắc đến nhất mới là vương giả của bầu trời nhất lần nữa thể hiện ra kỹ thuật điều khiển vĩ mô không ai địch nổi của mình máy bay không người lái tán loạn xuyên qua bầu trời lại né tránh công kích một cách xào diệu hết lần này đến lần khác, chỉ là khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, máy bay không người lái không rơi chết nào, ngược lại là hạm đội kẻ địch lập tức xuất hiện thương vong. Không chỉ như vậy, máy bay chiến đấu, phi thuyền trên bong tàu của pháo đài bay số hiệu quân lâm, cũng cùng bay lên. Số lượng hạm đội của thành phong bạo nhiều gấp 10 lần nhất, dày đặc chi chít phủ khắp bầu trời, có thể tưởng tượng ra cả gia tộc Roosevelt đã tích lũy được lực lượng như thế nào. Chẳng trách tổ chức vương quốc của kinh không coi liên bang đồng đại lục ra gì sau lưng có một thế lực như vậy chống lưng thật sự có thừa tự tin mà bên phía nhất đối mặt với hạm đội hùng hậu như vậy giống như một chiến sĩ một thân một mình trên chiến trường đối mặt với mấy chục người đang cầm trường kiếm của mình lên vác lên vai lá cờ của mình hưởng lên trời phát động công kích rất nhanh hạm đội bên địch cũng đã phát động đá máy bay chiến đấu trước số lượng tuyệt đối không gian điều khiển của nhất cũng trở nên ngày càng nhỏ đá máy bay không người lái của cô bắt đầu bỏ mình đôi bên hòa vào nhau như sự va chạm của lửa và nước nhất ngồi trên ghế chỉ huy hoàn toàn tập trung quan sát cố gắng làm tốt mỗi chi tiết ngay cả cpu của máy tính lượng tử pháo đài bay cũng bắt đầu nhiệt độ tăng cao quá tải cô phải tính toán những tham số đường đạn quỹ đạo công kích đếm không xuể trong nháy mắt mỗi tham số muốn chuẩn xác thì phải dùng đến lượng tính toán khổng lồ đương nhiên đối với máy tính lượng tử mà nói một tính toán riêng lẻ thì không coi là gì nhưng mấy chục ngàn mấy trăm ngàn phép tính trồng chất thì sẽ hình thành một lượng lớn số liệu dư thừa phụt một tiếng một máy chủ phiến của máy tính lượng tử bốc lên ánh lửa, một chiếc máy bay không người lái đột nhiên mất không chế bị đối phương tiêu hủy nhưng nhất không bận tâm, cô vẫn có thể kiên trì máy chủ phiến liên tục nổ tung, số lượng hạm đội của thành phong bạo bị cô đánh rớt đến hàng một phần tư tuy nhiên cũng chính lúc này, chỗ xanh thảm xa nhất của chân trời, đột nhiên có một luồng sáng trắng như sấm xuyên tới, đánh xuyên thẳng vào pháo đài bay số hiệu quân lâm. Chỉ trong tích tắc đó, bong tàu che bên ngoài quân lâm hào bị xuyên thủng, đánh ra một cái lỗ cực kỳ lớn nhất ngồi trên ghế chỉ huy gu hoa ồ một tiếng, vậy mà vẫn còn đòn sát thủ có thể đánh xuyên qua pháo đài bay. Nếu thứ này đi tới liên bang, ai trông thấy mà không mơ hồ, Khánh Trần hẳn là đã nấp kỹ rồi nhỉ. Cô không tiếp tục chiến đấu nữa, mà trở về căn phòng của Nikita giống như lúc ban đầu phát hiện ra người máy này vậy, ngoan ngoãn thật thà đứng yên tại chỗ. Một giây sau, trong mắt nhất mất đi thần thái, cô chủ động kết thúc đoạn chương trình này, để tránh bị người của công tước phong bạo tìm ra đầu mối gì trong phế tích. Một phút sau, Pháo đài bay bắt đầu rơi xuống dưới không dừng lại được. Nó đốt cháy lên ngọn lửa khổng lồ, khói đen bốc lên cuồn cuộn, giống như thiên thạch ném xuống đất. Ở một tiếng, sóng xung kích bằng bạc nâng lên, khoang động lực trong pháo đài bay đột ngột nổ tung, nhiệt độ cao lên tới 6000 độ đã làm bốc hơi tất cả bàn ghế và quần áo sang trọng bên trong. Sắt thép đều bị hòa tan thành chất lỏng màu trắng, nhỏ xuống tí tách như dung nham. Pháo đài bay số hiệu Quân Lâm Phục Dịch 71 năm rơi xuống ở bản thổ Tây Đại Lục, không còn người sống trong hạm đội của thành phong bạo có một giọng nữ vang lên công tước phong bạo ra lệnh hạm đội thứ nhất hạ độ cao tiến hành phân tích chuẩn xác đối với tàn tích của quân lâm hào ngài ấy muốn biết quân lâm hào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ra hạm đội thứ hai tìm kiếm tất cả khu vực của đường bờ biển mở hết công suất của thăm dò sinh mệnh và radar vòm bắt buộc phải xác nhận xem có người đến thuộc địa thành phong bạo thông qua quân lâm hào không mệnh lệnh truyền xuống hạm đội khổng lồ lập tức phân tán trên một chiếc phi thuyền trong số đó một cô gái trẻ tuổi ngồi trên tàu chỉ huy xem đi xem lại video chiến đấu vừa nãy cô ta nhìn vào những chiến máy bay không người lái chiến đấu hết sức tinh diệu đó luôn cảm thấy đây không giống với độ cao thao tác mà con người có thể đạt tới có lẽ đây mới là chuyện họ cần cẩn thận đề phòng trở về đếm ngược 48 giờ 0 phút 0 giây. Công tác tìm kiếm bắt đầu từ 3 ngày tiến hành đến tận tối đêm, hạm đội thứ hai tìm kiếm sen kẽ hết lần này đến lần khác, radar của họ bao phủ khắp đường ven biển này nhưng không có chút thu hoạch nào. Mãi đến 8 tiếng sau, hạm đội xác định tìm kiếm bao phủ kết thúc mới lần lượt rời đi. Rất nhanh, bọn họ lại tiến hành một vòng tìm kiếm mới, đột một vòng trở lại, nhưng vẫn không có thu hoạch gì thời gian không biết đã qua bao lâu, bên dưới chỗ nước cạn của vùng biển cấm kỵ xanh thẳm, Khánh Trần chui ra từ dưới các biển sâu, hắn đang dùng chân khí kỵ sĩ sử dụng lỗ chân lông hô hấp, đồng thời lẩn trốn tận hơn 10 tiếng đồng hồ chỗ 6 mét dưới đáy biển, cuối cùng mới dám ra. Vừa mới hiện thân, lập tức đã có một con cua khổng lồ xông tới hắn, tính công kích cực mạnh, đây là đặc tính của vùng biển cấm kỵ sinh vật dưới biển đều vô cùng hứng thu đối với tất cả món ăn có thể khiến chúng trở nên mạnh hơn trước đó con bạch tuộc khổng lồ dưới biển cuốn đi phi thuyền cấp a sợ là cũng cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể nikita cũng may ở đây chỉ là nước cạn nếu không hắn sẽ nguy hiểm rồi khánh trần cũng không khách sáo hắn phóng điện đánh ngất đối phương trong nước biển sau đó tóm lấy cái càng của nó bơi lên mặt biển vừa hay hắn vẫn trơn gì cảm tạ món quà của tự nhiên hắn nhanh chóng bơi lên bên bờ thở hồn hển cũng may nhất đã tranh thủ đủ thời gian cho hắn nếu không hắn không kịp đào cái lỗ sâu như vậy để trốn xuống đợi sau khi hơi thở dốc một chút khánh trần cẩn thận dè dặt lấy ra hộp đen trong người mình sau khi xác định nó được đóng gói phong kín bên ngoài cẩn thận mới chậm rãi thở phào tuy rằng hộp đen chống nước nhưng hắn cũng không muốn nhất phải chịu tổn thương vô cớ khánh trần gõ con cua khổng lồ đó ra nhét từng miếng thịt cua sống vào trong mồm nhai nuốt cho đến khi nó chỉ còn lại cái vỏ rỗng Khánh Trần cẩn thận chôn con cua vào trong cát, hắn đứng dậy nhìn sắc trời một cái, hắn bắt buộc phải tìm được nông trường gần nhất trước khi trời hoàn toàn sáng. Hắn phải tìm thân phận mới ở đó, lẻn vào thành phong bạo. Khánh Trần đi vào trong đất liền, sóng biển đã mang toàn bộ dấu chân của hắn đi. Hết chương 800 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.